Cộng cái gì đấy? Ơ à. Quyền ơi, có thấy cái điện thoại của chị ở bên đấy không? Có. Máy đây. Không có. Đây này. Nào, không đùa nhau. Lấy cho chị cái điện thoại phan. Cả nhà cửa em này. Chờ đến ngày lấy. Điện thoại bị hack mấy điện thoại rồi. Đang rút đơn. Hello chị Xuân Hương nha. Con gì kêu nhỉ? Mèo mèo mèo. Mèo kêu lắm mèo. Chị Bèn ơi, năm bộ nghề của chị sang đây đi. Tự dưng cái sạc nó lại không vào thế nhở? Này, cái sạc này vui vui nó vào, không vui nó không vào thì sao ấy? Em mẹ tưởng là cái sạc này xinh xinh mới cắm được sạc nó mới vào, còn nếu mà xấu là không cắm được vào, nhưng mà chính thức là bây giờ là nó sai rồi, không phải em sai. À quên, em sai. Cứ vào lại muốn mua ạ. À. Chị Hoàng Thị Tin phải không ạ? Vừa sáng nay có đơn đúng không? Ô nhỉ? Lúc thì cắm phát ăn ngay, lúc thì cắm mãi không vào. Không ngủ chưa để xem à? Trưa nay em xả áo len lẻ nha các chị nhá. Khoác ra em có mà. Chị Nguyễn Linh ơi, em có. Q86 em còn chị ơi, Q86 còn. MLXLS, MLXL đủ size số luôn. Còn nhá chị ơi. Em chào chị Nguyễn Thúy nhá. Màu gì chị? Chuẩn làm gần 1 triệu luôn à. Đấy, sắp thành fan cứng rồi chị ạ. Chị Bùi Hạnh à, cho em số điện thoại em kiểm tra luôn đơn cho. Làm gì mà đến 20 ngày mà không nhận được hàng. Len lông thỏ à? Có áo len lông thì em đang mặc đây này chị ơi. Có áo len lông thôi. Buổi trưa thì mạng có rõ không các chị? Lên bộ pyjama đi à? À, pyjama nhà mình bên kia còn nhiều không? Em ơi, bộ pyjama bên kia còn nhiều không? Còn hơn chục bộ, còn 15, 16. 15, 16 bộ mang đây chị tặng nốt cho khách đi. Màu đen á. Khoác lên F, đang có màu đen chưa? Khoác lên F nào nhỉ? Này, xử lý thiên hàng có cần nhất thiết phải đứng, à quên, phải sát sát sẵn sạt đi kia không? Người ta đang sửa tiền. Sửa tiền thì ngồi xa nhau ra. Ô buồn cười chưa kìa. Chụp 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 chụp. Đúng rồi. Như kia cái Thảo nó có ý định thì nó lại thôi đấy Hải ạ. À. Thế là ấy sắc ế thôi. Ôi giời ơi. Đây các chị ơi, bộ đây. Nhưng mà ngày hôm nay ở trong kia còn thế nặng không? À hết rồi. Tớ bảo bây giờ cho các chị chọn được size vừa thôi. Chọn size vừa với lại không chọn màu. Không chọn màu. Không chọn màu. Bây giờ chỉ chọn được size vừa thôi. Bây giờ chỉ chọn được size vừa thôi. Các chị yêu nhìn cho em hàng này. Các chị comment hộ em là tặng bộ nhá. Được chưa ạ? Tặng bộ gì ạ? Tặng bộ tặng bộ này là bộ gì nhỉ? 611293. Không, mã này là mã gì ạ? Tặng H1 cho em đi. H1 và kèm số điện thoại ạ. Bây giờ các chị lưu ý cho em ạ, chỉ chọn được size vừa, không chọn màu ạ. Được màu nào mình lấy màu đấy. Ok chị ạ, được màu nào mình lấy màu đấy cho em ạ. Em biếu các chị luôn 99.000 đồng cho máu luôn. Rồi. 99.000 đồng ạ. Để chị ạ. Không, không chốt cho nhân viên. Em không chốt cho nhân viên.
em chỉ tặng cho khách hàng thôi. 99.000 đồng các chị sướng luôn. Các chị nhá, được size nào vừa mình lấy chứ con không chọn màu được các chị ơi, tại vì là nó lẻ mẫu lẻ size còn tầm 10 15 bộ thôi các chị yêu. Để cho em còn tầm 10 15 bộ các chị lên đơn hàng cho em là gì ạ? H1 kèm số điện thoại ạ. Đấy chị ạ, H1 và kèm số điện thoại cho em này các chị này. H1 cộng số điện thoại cho em ạ. 99.000 đồng các chị nhá, 99.000 đồng các chị nhìn hàng ạ, toàn bộ của nó hàng xuất sắc luôn như này ạ. Được chưa ạ? 99.000 đồng em thanh lý. Được chưa ạ? Em thanh lý luôn ạ, tặng các chị luôn 99.000 đồng cho chị yêu nào chia sẻ livestream ạ. Chia sẻ phải chia sẻ ở trên trang cá nhân ý, có hiện logo chữ người chia sẻ cho em. Chứ còn nhiều chị mà không chia sẻ là xin phép mã này em không chốt các chị nhá. Không chia sẻ không chốt mã này cho em ạ, không gọi điện chốt trước ạ. Nhân viên chốt cho chị nào được thì hoan hỉ cho em. Đấy, cho chị nào được bình hoa thì cho em ạ, 99.000 đồng ạ. Ở trong kia còn sót tí nào không em ơi? Ơi, em tặng các chị thôi, em tặng các chị thôi, 99.000. Ok chưa ạ, 99.000 đồng một bộ H1 và kèm số điện thoại cho em ạ. Em đang bán hàng ngày hàng 26, bây giờ tặng các chị 100.000. Ở trong kia còn cái bộ mà hàng quần dài mà bộ size to em. Lẻ kìa à, mang đây cho chị nào. Rồi, tặng các chị luôn H1 cho em ạ, 99.000 đồng các chị ạ. 99.000 đồng một bộ, không phải suy nghĩ câu nào nhé các chị nhá. Chọn cho em size vừa, không chọn màu, không chọn kiểu. Không chọn màu, không chọn kiểu ạ, 99.000 đồng. Các chị lên đơn hàng và kèm số điện thoại cho em ạ. Cho em xin lượt chia sẻ với các chị ơi. Để cho em xin lượt chia sẻ hàng nó đẹp xuất sắc như này các chị này. Có cần phải nghĩ ngợi câu nào không các chị? Để cho các chị có cần phải suy nghĩ câu nào không ạ? 99.000 đồng một bộ như này cho em ạ. Cứ 99.000 đồng mình diễn cho em các chị nhá. 99k và cộng số điện thoại cho em mã hàng ạ. Đẹp quá các chị này. Rồi ôi, không chốt cho nhân viên đâu nhá. Đứa nào hôm nay mua không bán đâu. Chỉ bán cho khách lẻ trên live thôi. Huyền nhá, hôm nay đứa nào nhân viên mà mua bộ sale này không bán. Giả tiền mặt. Kể cả giả tiền mặt không bán. Nhân viên nó khôn lắm. Nó chỉ đợi lúc mà em sale lỗ chổng vó. Bắt đầu nó mới bắt đầu săn sale chị ạ. Cho nên là em không bán cho nhân viên. Em chỉ bán cho khách trên live thôi. SML phong các chị từ 50 cân đến 65 cân đổ với em chốt đơn ạ. Từ 50 cân đến 65 cân cái gì đi Luyện ơi. Nhưng mà nếu mà khách chốt là chuyển khoản nhá. Bộ xả này các chị lấy kèm đơn hàng và chuyển khoản trước các chị này, chuyển khoản trước cho em ạ. 99.000 đồng các chị ơi. 99.000 đồng một bộ các chị nhìn hàng cho em ạ. Nó đẹp như thế này luôn các chị ơi ạ. 99k bằng cộng số điện thoại ạ. Rồi qua mẫu nào. Tiếp theo, ô cái gì điện thoại lại kêu rồi. Linh ơi, cái đuôi số 767 là số của ai vậy em? Gửi số tài khoản đi, chị đừng gọi số của em. Rồi áo em mặc là H2 đi các chị ơi. Chị Bé ơi, gọi số đấy đi. Alo. Chị ơi, chị gọi vào số hotline kiểu em với, số này em không chốt được đơn cho chị đâu. Chuyển khoản rồi thì em sẽ báo nhân viên gọi lại cho chị báo mà. Vâng, ok chị. Bây giờ Huyền, hai Huyền ơi. Làm gì trong đấy đây? Ra đây hộ tớ ấy cái mẫu lẻ đi nào. Rồi, bộ áo em mặc là H2 nhá chiêu nhá. H2 áo len lông. Ơi áo len lông ạ, à, em đang còn là hình là còn 2 chiếc. Còn mỗi 2 cái. Đấy, em còn mỗi 2 cái đấy các chị này. H2 cho em ạ, à, từ khoảng là 50 cân đến 65 cân. 50 cân đến 65 cân ạ, à, em tặng các chị luôn ạ, à, mức giá toàn bộ hàng 250 bây giờ em tặng các chị luôn ạ, à, 100 ạ. À, 50.000 một cái. Được chưa ạ? 150.000 các chị comment là H2 và kèm số điện thoại cho em áo len các chị yêu nhá. Áo len cho các chị nhìn chất lượng này. Thực sự luôn ạ, à, quá đã đời luôn các chị ơi ạ, à, hàng 250 tặng em tặng các chị luôn một. Không cho không bán chị nhờ chị Hương Kiều ơi. Không cho không bán chỉ chốt trên live cho khách thôi. Mình comment đi các bạn ơi. Mình đây comment đi. Không. Nhân viên đứa nào mua không bán. Nhân viên đứa nào mua không bán nhất thì hôm nay không bán nhân viên. Ra comment này chốt đơn cho tao nhanh đi nha. Thôi im nào để cho các bạn chốt đơn. Rồi H2 cho em các chị này, một con áo len lông ạ, sót các chị nhá, hôm nay chọn hết tới cái mẫu lẻ, ở trên kệ còn sót lại đi H2 này. H2 ạ, nhớ ạ, chia sẻ live stream mình có đơn ạ. Nào, Linh ra đây ghi hộ chị Linh. Đây rồi. Lấy túi bóng ra, mã này mã lẻ mà, cho ra túi luôn.
Có ai lẻ cho tới H2 cho em ạ, H2 cộng số điện thoại ạ. 99 à quên 150.000, 150 ạ. Nói như thế là không đúng rồi. Đấy, chị một cái mẫu lẻ lẻ dưới kể cả 1-2 cái cũng lên luôn. Lên sàn luôn ạ. Xả lẻ cái mẫu này đi, lấy chỗ để hàng đi em ơi. Mã này H3 cho em ạ các chị này. H3 kèm số điện thoại cho em xả luôn các chị 130.000. 130.000 đồng, em đang còn màu hồng các chị ơi. Còn đúng một cái màu đen. Còn một cái màu đen ạ và 5 cái màu hồng ạ. Mã này lên H3 để chị ạ, H3 cho em 130.000 một áo. Còn lên thổ không em còn chị ơi, em còn lên thổ nhá. Mã hàng cho em là H3 cho em mẫu này ạ. H3 và kèm số điện thoại cho em ạ. 130.000. 50 cân đến 65 cân đổ về em chốt đơn ạ. Các chị nhìn xem hàng này. Đẹp xuất sắc luôn các chị ơi. H2 em có đúng 2 cái thôi nhá. Mẫu này H3 cho em ạ, màu hồng ạ. H3 cho em màu hồng và kèm số điện thoại cho em 130.000. Các chị ơi toàn bộ cũng hàng 27-28 ạ, giá bình thường nhá các chị nhá. Còn ngày hôm nay ạ, giảm sâu các chị luôn 130.000 đồng một áo ạ. Lên mã hàng và kèm số điện thoại cho em ạ, 130. Đơn hàng hôm qua nhà em vẫn đang xuất đơn chị ơi. Nhà em vẫn đang gọi là hoạt động hết công suất luôn ý. H3 cho em này. Hôm trước chị bán cho em 180 thôi em ơi. Bây giờ nó còn có vài chiếc thôi, chị xả nốt 130 em thông cảm nhá. Tại vì nó không còn số lượng, bây giờ em chị bán thanh lý mẫu lẻ rồi, nó không còn đủ màu, nó không còn đủ size ấy. Rồi ạ. H3 đúng không? Chị Trà Đá này, Hà Hoàng ạ, Nguyễn Hương có đơn ạ. H3 cho em mà kèm số điện thoại này. H2 có một màu ạ, hoa hồng phạm ạ, hồng hoa phạm này. Không phải đâu em ơi, mẫu đấy khác. Không phải áo mà lúc mặc đầu tiên ấy. Chị Nguyễn Hương có này. Đây này, còn sót mấy chiếc nữa. Bác nào comment của em là H3. Cách số điện thoại cho em ạ. Sóc Nhung á, Sóc Nhung em còn chị ơi. Sóc Nhung em còn nhá. Ui, H2 hết rồi tình yêu ơi. H2 em hết rồi, mỗi này H3 cho em. Còn một cái màu đen này. Để cho em còn một cái màu đen lên sờ xuống đời luôn các chị ơi. Để cho bạn này. Hàng cho em ạ, em bán các chị ơi rẻ hơn kéo công rồi. Phạm Hải Yến này, H3 này. Cộng số điện thoại. Ê, tớ bảo để bạn cho bạn này còn đi H3 cho em. H3, chị Nguyễn Thị Hà lên số điện thoại chị ơi. Comment số điện thoại ạ. Giá này là giá rẻ nhất Vịnh Bắc Bộ luôn ạ. Cho em xin nút chia sẻ với các chị ơi. Cho em xin một nút chia sẻ với. Hôm nay là mã lẻ là tranh thủ buổi trưa em lên nhá. Chị Hồng Phùng có này. Thu Hà có đơn hàng ạ. H3 cộng số điện thoại cho em qua mẫu luôn. Đây à. Lên Nhung này. Được chưa ạ, len nhung cho em ạ, mẫu này em còn màu hồng. Len nhung con này em còn màu hồng, các chị comment là H4 nhá các chị nhá. Sao lại lâu lắm rồi chị Lê Dung? Chị Lê Dung này hình như ở Thanh Hóa hay Hải Phòng này. Chị Lê Dung này nếu mà là mầm non ở Bến Cát Bình Dương là đơn hàng... Nhờ trợ giúp ở trên nhóm nhá. Sao? Chị Lê Dung có bảo cái gì lâu lắm rồi kìa. Mẫu giáo ở Bình Dương. Sao? Nếu mà phải là chị dụ Lê Dung đấy thì để tí nữa em bán nhà. Không, chị Lê Dung này hình như là ở Hải Phòng đấy phải. Lê Dung có hai Lê Dung cơ chị ơi. Không, chị Lê Dung này ảnh đại diện rất quen luôn. Có nhiều chị ở Thanh Hóa. Chị Lê Dung ở Thanh Hóa hay là Hải Phòng hay Bình Dương á chị Lê Dung ơi. Mã này các chị comment là H4 nhá. Bộ một chất đẹp à? A1 á, A1 hình như là tối qua phải không? A1 tối qua không biết là còn hay không ấy. Mỗi này H4 cho em ạ. Em xả luôn 130.000 một áo. Em còn một màu ạ, mã này H4 nhá chị yêu nhá. H4 cho em ạ, từ khoảng là 45 cân đến 65 cân. 45 cân đến 65 cân em chốt đơn hàng ạ. Em còn một màu hồng nữa các chị này. Một màu hồng ạ, len nhung các chị nhá. Em tặng các chị nốt 130.000 một áo ạ. 130.000 đồng ạ. H4 cộng số điện thoại cho em các chị chốt đơn ạ. H4 cộng số điện thoại cho em các chị chốt đơn hàng ạ. H4 cho em này. Chị Minh Nguyệt này, Phạm Hải Yến này. Nó còn tầm khoảng 6-7 cái. Đấy chạy, nó còn tầm 6-7 cái. Đấy, chị Lê Thùng ở Thanh Hóa mà, tao bảo mà lên. À, lâu lắm chị không thấy like của em à. Chị đã bảo cái gì lâu lắm. Thế thì chị lại sai em quá rồi. H4 ạ, Ương Mai này, Đồng Cánh Hàng này. Thế chị ạ, à, em không đọc tên đấy nhá. Đọc bài tên một số chị thôi. Rồi, hết. Còn đâu em ở bên kia giờ chơi chân chị được. Đây. Tiếp theo ạ, mã này H5 cho em ạ. H5 em còn 2 xanh này. H5 còn 2 xanh đấy chị này. 1 hồng 1 be. 2 xanh 1 hồng 1 be ạ. H5 kèm số điện thoại ạ.
Ôi áo len hình chữ đẹp quá em Loan ơi. Chốt luôn đi chị ơi. Lạnh thế này mà em xả giá này là các chị ơi ạ, giá sập sàn luôn rồi. Các chị ơi hai cái không miễn ship chị ơi. Các chị nghĩ sao em bán giờ các chị ơi 170 một cái áo len mà em miễn ship được. Các chị biết dòng này những ở ngoại trường người ta toàn bán các chị 280 300 nghìn một cái. Được chưa ạ? Toàn 280 300 nghìn. Mẫu này em tặng các chị nốt 150 nghìn một áo ạ. Mã này là H5 à? H5 150 các chị nhá. Được chưa, em bán rẻ nhất con này là 200. Bây giờ em tặng các chị luôn 150 nghìn. Em còn hai cái màu xanh các chị này. Xanh của nó sẽ là xanh ngọc các chị nhá. Một cái màu hồng ạ. Được chưa ạ? Một cái màu hồng này, một cái màu be. 150 một cái chị ơi, 150. Đấy, H5 cho em ạ. Em bảo thật các chị ơi, không phải suy nghĩ câu nào luôn. Được chưa ạ? Không phải suy nghĩ một câu nào luôn. Các chị nhìn áo len nhà em này. H5 cho em nhá. H5 và lên số điện thoại cho em ạ. 150.000 đồng ạ. Em hết mẫu này ạ. Em có cần mặc lên đâu. Tại vì giá này là giá quá rẻ so với cái giá em nhập vào rồi. Mã, chất lượng à, tối có không em? Còn chị ơi, hàng em vẫn đang về mà. Chị Nguyễn Hương, chị cứ comment em là mã chất lượng đi. Cộng số điện thoại cho em. Rồi con này hết này. Dưới 65 con em chốt. Rồi, con này là len pha lê cho em ạ, H6 ạ. H6 cho em ạ. H6 có kèm số điện thoại này. H6 có kèm số điện thoại cho em ạ. Mã em còn là hồng này, đỏ gạch này, vàng bò với đen. Hồng, đỏ gạch, vàng bò và đen ạ. H6 cộng số điện thoại cho em ạ, 150.000 một áo. À, có cả xanh nữa ạ. Chị tưởng chị là chị Loan. Với lại chị này chị hay mua quen, gọi chị cho con. H6, H6. Ok chị ạ, H6 cho em ạ. Màu len này các chị ơi, 150 một cái. Con này là len của nó, len len pha lê các chị nhá. Len pha lê mẫu hàng H6 ạ. Em đang có màu hồng các chị này. Màu xanh ạ, à xanh cái này còn mấy chiếc này. Màu hồng này, màu xanh các chị này. Khoác len mũ tối hôm qua nhà em vẫn đang về thêm chị Nguyễn Thủy ơi. Nhà em vẫn đang về thêm nhá. H6 cho em 150.000. Các chị nhìn hàng cho em mà, chất lượng quá thể luôn đấy các chị ơi ạ. À, lên thủ đi đợi chị tí ơi. Chị ơi, chị Nguyễn Lan đợi em một tí. Đợi em một tí. Các chị cứ từ từ. Các chị cứ từ từ. Hôm nay thứ bảy vẫn phải đi làm mà chị. Còn áo len có mũ không chị, hết hàng rồi. Em ơi, len có mũ nhà chị hết rồi. Món này H6 cho em màu đen này. H6 màu đen này. H6 đỏ gạch và H6 cho em ạ, màu vàng bò. Được chưa ạ? Hình như là màu cam còn một cái Thanh Tuyền ơi. Thanh Tuyền còn hình như còn một chiếc cái G13 màu cam ấy. Đây mẫu này là H6 cho em nhá. 150.000 một áo á. 150.000 đồng. Em bảo rồi ạ, càng lạnh em càng giảm giá sâu các chị yêu mình luôn. Đấy, càng lạnh em luôn càng giảm giá sâu luôn ạ. 40 đến ạ. 65 cân đổ về em chốt đơn ạ. 40 cân đến à bên từ khoảng là 42 43 cân đổ lên nhá. Đến tầm khoảng 65 cân đổ về chốt đơn hàng ạ. Đến 65 cân. Rồi, 100 mấy nhỉ em ơi? 150 nhá, lên coi 150 luôn đi. Rồi ạ, 150.000 đồng cho em một con áo len. Giá này gọi là giá vô đối luôn. Đấy, giá vô đối luôn ạ. Tiếp theo con này cho em ạ. Đây còn à. Rồi, em tặng các chị luôn 120.000 đồng áo này. Rồi, tiếp tục luôn ạ, 120.000 đồng một áo ạ. Còn màu gì nhỉ? Hồng này. Hồng với lại đỏ gạch là đa số đúng không? Đỏ gạch. Đỏ gạch với màu hồng cho em mỗi ngày ạ. Được chưa? Đỏ gạch với hồng cho em ạ. H7 nhá các chị yêu nhá. H7 kèm số điện thoại ạ. 120.000. Hả? 120.000 đồng một áo. Con này len lông cho em này. Được chưa? Con này len lông cho em. Em đang có đa số là màu hồng với lại là màu đỏ gạch. Được chưa? Màu hồng với màu đỏ gạch ạ. Lên đơn hàng kèm số điện thoại ạ. Ok chưa? Lên đơn hàng và kèm số điện thoại cho em ạ. Màu xanh các chị này. Màu xanh này, màu hồng này. Thế thôi nhá. Con này em mời gạch 120.000 đi. Em tặng luôn 100.000 một cái cho máu. Ok. Rồi 100.000 cái đi cho nó hết. Rồi ôi các chị nhìn cho em một con áo len này các chị này. Xịn đét luôn ạ. À. Em chốt giá 120.000 các chị vẫn mua đúng không ạ? À đây là H7 em ơi. H7. H7 đúng không? H7 100.000. Rồi ôi kèm đơn hàng đi luôn mã này nhá. Mã này xin phép là không bán riêng một cái á. Mã này xin phép các chị là em không chốt riêng một cái. Em tặng các chị áo này 100.000 đồng ạ. H7 kèm số điện thoại ạ. 50 cân đến 65 cân. Từ 50 cân đến 65 cân ạ. Xả gọi là sập hết các kiểu luôn. Đấy chứ ạ. Còn cái gì là cho sập cái đấy luôn ạ. Đấy chứ ạ. 100.000 một cái. Đấy chứ ạ. 100.000 đồng một cái. Các chị lên đơn hàng và kèm số điện thoại cho em một con áo len đấy các chị ạ. Chất lượng gọi là đỉnh cao luôn. Em mặc màu hồng nhé các chị này. Màu xanh này.
màu xanh này, màu đỏ gạch cho em này. Đấy, đỏ gạch này, màu xanh nó sẽ có 2, 3 màu xanh, chị nào được cái màu xanh nào lấy màu xanh đấy cho em nhé. Em nói luôn là được màu xanh nào lấy màu xanh đấy. Tại vì nó sẽ có là 2, 3 màu xanh đấy. 2, 3 cái màu xanh cho em tặng các chị 100.000 một cái. Để chạm 100.000 đồng một cái H7 kèm số điện thoại cho em ạ. 100.000 đồng ạ, rồi bỏ qua em ơi. 100.000 con này luôn này. Đấy chưa, rồi. Mã này còn không? Còn bằng này thôi đúng không? Rồi. Ok luôn ạ, H8 này. Ok luôn cho các chị mã H8 ạ. H8 em còn vàng này, B này, đỏ này, hồng này, đen. Đen còn một cái. Vàng, B, đỏ, hồng, đen ạ. Lên đơn hàng trên là H8 cộng số điện thoại ạ. Để chị ạ, H8 và cộng số điện thoại cho em ạ. Các chị ơi, quá xuất sắc luôn. Để chị ạ, quá xuất sắc luôn. Các chị nhìn chất lên cho em này. Đấy, 150.000 cho các chị yêu ngày hôm nay. 150.000 một áo. 150 H8 ạ. 150.000 đồng cho em là H8 mà kèm số điện thoại ạ. 40 cân đến 65 cân đấy chị yêu nhá. Em mặc là màu vàng các chị này, màu vàng này. Màu này của nó sẽ là màu B ạ. Màu vàng này, màu B này. Màu đỏ đô các chị ơi, màu đỏ đô và tông màu đen. Đấy mỗi màu còn 2 chiếc, 3 chiếc các chị ơi, H8 cho em ạ. Bộ thể sao ạ? Không xếp là sao chị? Đen còn một cái các chị nhá, đen còn một cái ạ. Mã hàng H8 ạ, cộng số điện thoại ạ. Bút chì màu rồi ok chốt đơn hàng ạ. Đỏ, em đỏ đô em còn 2-3 chiếc nhá chị yêu nhá. Đỏ đô còn 2-3 chiếc này. Đấy, màu vàng, màu B. Đấy chạm, vàng, B, hồng nữa. Hồng như còn một cái này. Hồng còn sót đúng một em duy nhất thôi. Các chị ơi, 150 một cái. Đấy chạm, 150 một cái. H8 và cộng số điện thoại cho em ạ. Các chị nhìn chất lên ạ, đã đời luôn nhá. 150.000. Rồi, qua mẫu luôn ạ. H8 ạ, cộng số điện thoại này. Tiếp theo mẫu hàng H9 ạ. Tiếp theo H9 ạ, tiếp một con len lông luôn này. Em còn 3 hồng, 2 xanh. Để cho em còn 3 cái màu hồng và 2 cái màu xanh ạ. Lên đơn hàng trên là H9 và kèm số điện thoại ạ. Đấy, chị Liên Bùi ạ, chất lượng màu nâu rồi ok chị luôn. Chất lượng mà chất lượng em vẫn đang về hàng thêm nhá chị nhá. Mã này là H9. H9 màu hồng và H9 che màu xanh. H9 màu hồng và H9 che màu xanh cộng số điện thoại ạ. Này chị. Tím gì đấy? Cái này là còn 3 hồng. Hay này, màu xanh áo len nó một size đó các chị nhá. Hôm qua xanh than ở dưới đất thôi Quỳnh ơi. Đang kèm đây. Bây giờ tí nữa tông hồng chị còn mẫu cả len mông tơ ghi nữa. Len mông tơ ghi tặng các chị vài chục nghìn nốt luôn đi. Cho nó gọn những cái chỗ rưỡi đấy đi. H9, đang kèm. H9 150.000. 150.000 một áo. Lên đơn hàng cho em là H9 kèm số điện thoại. Bộ dung tâm em xả hết hết từ lúc đầu like rồi. Bây giờ chị mới hỏi à. H9 cho em. Đấy chứ ạ, 40 cân đến 65 cân. 40 cân đến 65 cân. Các chị nhìn màu xanh em còn 2 chiếc nữa chị nhá. Xanh còn 2 này, hồng còn 3. Xanh còn 2, hồng còn 3. Các chị lên đơn hàng có kèm số điện thoại cho em ạ. 150.000. Các chị nhá, 150.000 đồng một áo ạ. Áo đá có tí em lên chị Đỗ Nga ơi. H9. Chất lượng thì mã chất lượng em có 2 size là LXL thôi, nó không có size M đâu. Nó không có size M đâu chị ạ. Mọi người lấy hộ tôi cái mã chất lượng đủ màu ra đây cái nào. Tí nữa lên nhá, lắp một tường cái lông đi. Tại vì hàng ấy đang về bù đấy. Hàng này vẫn có đủ số lượng cho các chị thoải mái luôn. Mã này đẹp lắm ý các chị ạ. À thế à, cho vay ít tiền đi Bảo Anh ơi. Cho vay ít tiền đi. Để vui qua sinh nhật nào. Chân váy đang mặc có bán chị ơi. H9 nhá các chị nhá. Rồi qua mẫu nào. Rồi tới luôn mẫu khác đi em ơi. Con này tặng các chị luôn mẫu này đi. Hàng lên hãng luôn này. Trước 200 mấy. Hôm nay bác nào với được con FC này thì gọi là chất. Chất ngất luôn ạ. Ôi sao lại còn sót cả cọc đen, hôm trước lại tưởng là còn có một cái màu đen này. Giờ lại còn sót một cọc này em ơi. Biết rồi nhưng hôm trước lấy thấy mỗi cái màu đen đi. Mã này là H10 ạ. Đấy chứ ạ, H10 này. Em treo các chị luôn ạ, 170 nha các chị nhá. Đấy chứ ạ, em tặng luôn 170.000 ạ. Em thề luôn ạ, mã này bên ngoài người ta vẫn đang bán các chị hơn 300. Bên ngoài vẫn đang bán các chị hơn 300.000. Em tặng các chị luôn 170.000 đồng một áo.
H10 và kèm số điện thoại cho em ạ. Mình nhận được bộ B1 và áo gió 56 đẹp. Em cảm ơn chị ạ. Rồi H10 cho em ạ. Em hứa luôn mã này các chị này. Chất lượng như em 45 cân có mặc được không? Được chị Lê Hiền ơi. Trên 40 cân là các chị mặc được cho em cái mã chất lượng rồi. Đấy. Ơ thế cái mã mẫu hôm qua bọn nó lấy hết của tớ rồi à? Em xin ạ. Ô nhè. Đã bảo là hàng về thêm rồi. Đừng lấy cái hàng mẫu của tớ. Huyền ơi, sau những cái mã mà chị để mẫu ấy, mà hàng về thêm đứa nào động vào ghi cái đầu lâu xương chéo dán ở cái cổ áo. Ghi là cầm lấy nha, hàng độc. Hàng độc cầm lấy. Đấy, đấy cái hàng mẫu nó còn không tha cho em, nhà nó lấy nốt rồi. Mã này 130 tiền em ơi, H10 đúng không? H10 các chị này, lên ép. Đấy chị ạ, 170.000. Em xin phép là bộ này em tặng ngày hôm nay, ngày hôm nay nốt hôm nay thôi. Nhưng mà em nghĩ là nốt hôm nay cũng không còn hàng nữa. Để chạm màu vàng bò các chị này. Ngày hôm nay em đang có màu vàng bò này, màu đen ạ. Đấy có hai màu như này nhá, đỏ gạch em còn sót 2 chiếc. Đỏ gạch em còn sót 2 chiếc, các chị lên đơn hàng cho em ạ. H10 kèm số điện thoại ạ. 170.000 đồng ạ. 170.000 đồng là hàng ngày hôm nay mới sale nhá chị yêu nhá, ngày hôm nay sale. Còn bình thường em cũng bán rẻ rồi ý. Nhưng ngày hôm nay đã rẻ lại còn rẻ hơn. Để chạm đã rẻ lại còn rẻ hơn cho em 170.000 đồng ạ. Chị nào được mã này mình xuống luôn, thề luôn các chị này, hàng của nó là hàng hoa cúc. Đấy hàng của nó là hàng hoa cúc cho em ạ. Khoác lên chữ C chưa có về được màu đen. Nó chỉ về được cái màu B với lại là màu nâu đúng không? B với nâu thôi, tí em lên sau chị gái ơi. Tí em lên sau ạ, H10 cho em mẫu này ạ. H10 kèm số điện thoại ạ, vàng bò đấy các chị này. Em bảo rồi ạ, hai màu nó đều đẹp, nó là lên ép mà các chị. Nó là lên ép 3 màu mà chị. 3 màu mà, ừ thì chị lên 3 màu rồi em. Đây này, màu vàng này, màu đen này. Và màu vàng, màu đỏ gạch cho em ạ. Đỏ gạch còn 2 chiếc nhá. Áo gió của Burberry ạ. Áo gió nào nhờ. Rồi, bây giờ chị bảo. Bây giờ cái gì cũng muốn lên là sao? Rồi tiếp theo ạ. Tiếp theo ạ. Lên cái mặt lên cái 8 đi. Khách vừa hỏi cái 8 này đúng không? Đây các 8 nó về được hai màu này chị ơi. Màu nâu còn không nhỉ? Còn các màu này. Mấy các chị này. Khoác lên ép cho em ạ. Được chưa? Khoác lên ép mẫu này các chị comment là mã K8 nhé các chị nhá. K8 cộng số điện thoại các chị lên đơn. Em ơi thề luôn, đợt trước hàng của nó cứ 580-600 nghìn. 580-600 nghìn, ngày hôm nay sập luôn các chị mã này 350 nghìn. Được chưa? 350.000 đồng một áo á, lên đơn hàng và kèm số điện thoại cho em. Các chị nhìn trên một con khoác len S này. Dưới 65 cân đổ về em chốt ạ. Được chưa? K8 ạ. K8 ạ, dưới 65 cân đổ về chốt đơn hàng các chị nhá. À, len F có mũ đi em ơi ạ. Chị ơi hàng nó đang về hết K13 rồi. K13 là mẫu nào em? K13 là có cái hình ngôi sao ấy. K13 em đang về thêm mà chị. Em về luôn, em về đúng một buổi tối em bán ạ. Đến tầm khoảng là 9 giờ sáng hôm sau là hết hàng. H8 là màu đỏ đô. Tại vì sáng khách tỉ đóng rất là nhiều. Xong là khách lẻ đến lượt khách lẻ là cũng còn ít một ý. Mẫu này em đang hết đen nhá. Em đang có màu, em mặc là màu B thôi. Màu B này phải là trong màu nâu. Màu B, màu nâu. Các chị ơi lên đơn hàng cho em là K8 350 shop lên F. Các chị lưu ý cho em ạ. Hàng em không bán hàng loại 2 các chị nhá. Các chị nhìn chất cho em này. Được chưa? Nhìn đúng tem mắc là cho em các chị đấy ạ. Được chưa? Mẫu này là các chị comment là K8 ạ. K8 cộng số điện thoại cho em mình chốt đơn ạ. 350. Ok chưa? 350.000 đồng các chị lên đơn hàng cho em mẫu này ạ. Quá đã luôn các chị ơi, nhìn cho em màu này. Các chị nhìn cho em màu của em với ạ, K8 ạ. Ôi cầm cái áo len này nó sướng tay luôn các chị ơi. K8 cho em cũng không còn nhiều đâu, em về nốt chuyến này là hết. Chị nhận được áo 623 rồi, đẹp rất ok. Đấy thế mà hôm cái bà nào vá bảo là nhận được cái chất gen mà nó xấu mù đấy. Mà hàng em bán của nó hàng nghìn cái rồi. Đấy mỗi mình bà ấy không biết là bà ấy mua hàng nhà em được bao giờ chưa. Xong là vào comment như thế. Thế là khách hàng nhà em cứ mua xong là chị nào mua cũng bảo em ơi chị nhận được hàng của đẹp lắm. Có thấy chị nào chê đâu. Đúng không ạ? Chất lượng áo chất lượng 58 cân có không vừa hả em? Chị ơi tùy chiều cao đấy. Nếu mà 58 cân mà chị thấp ý, chị béo thì sợ em sợ không vừa. Chị Nhất Hiệp ok chị luôn ạ. Chị ơi em không lên lại mẫu đâu chị nhá. Tại vì là những cái mẫu mà lẻ lẻ lúc này em like áo len em lên ý, là nó sẽ không có số lượng nhiều ý, nó còn ít. Quắc len mũ còn em còn chị Hà Lê ơi. Chị Nguyễn Thị Hưng ok em chốt đơn ạ. Kệ thôi chị ơi. Thì em mới bảo là chắc là cũng cùng kiểu là cùng bán hàng như em ấy. Xong là
thấy mình bán được mà người ta lại không bán được, xong là vào comment đều ấy chị ơi. Comment đều em bị đầy. Nhưng mà thôi, khách nào đã mua nhà em rồi thì các chị biết chất rồi, không cần phải giải thích nhiều đúng không chị? Đấy, ai bán hàng như nào thì khách hàng người ta biết mà. Họ mẫu này không về màu đen chị ơi, nó chỉ về được hai màu như này thôi, nâu với lại là be. Nâu với be ạ. Rồi hôm nay nhận được hàng áo đá bộ B47 ưng cái bụng, em cảm ơn chị nhá. Chị Bon Bon ok chút K8 ạ, à. Chị Liễu Nguyễn ok chút đơn hàng ạ. À. K8 em ơi. K7. Thì mẫu kia cũng về thêm rồi. Đâu, đây khoác lên mũ em lên luôn nhá. Khoác lên mũ lên luôn. Khoác lên mũ em cũng bán cho các chị bằng tiền. Khoác lên mũ cũng cho các chị giá bằng tiền luôn. Các chị nhìn trên mạng toàn bộ của nhà em các chị này. Nhà em bán toàn bộ dòng mắc này cho các chị luôn. Để chạm toàn bộ dòng mắc cái này luôn ạ. À. Các chị mã này là mã gì? K7 nhá các chị nhá. Khoác lên mũ mã này là K7 ạ. K7 lên số điện thoại cho em mình chốt đơn ạ. Đấy. Mã này thì em đang có màu gì? Màu màu luôn. Vàng, màu be, màu đen, màu đỏ. Vàng be đen đỏ ạ. Vàng be đen đỏ nâu. Vàng be đen đỏ nâu cộng số điện thoại ạ. Đấy, vàng be đen đỏ nâu và kèm số điện thoại cho em các chị này. Cái này cũng bán cho các chị 350 à? 350. 350. Được chưa ạ? Dạ. Hôm nay chị được ăn nhà mình còn 623 không? Ừ. Em ơi tìm với chị cái mã 623, hôm nay nhiều chị nhận được áo 623 quá. Len chữ C cũng 350 chị ơi. Áo len này khoác mũ này cũng 350 chị này. Khoác mũ này là K7 chị nhá. K7 em đang có màu nâu này. Được chưa ạ? Màu vàng cho em ạ. Màu nâu, màu vàng này. Màu... thiếu màu đỏ à? Đấy, nhiều màu nha các bác nhá, nhiều màu cho em ạ. Em cảm ơn chị Xuân Ly. Áo bomber vừa rồi 350 chị ơi, mã này cũng 350 nốt các chị này. Em bảo đợt trước của nó toàn hàng 580, 620. Mã này là K7 chị ơi, K7 nhá, K7 ạ. Form các chị tầm ở 62, 63 cân đổ về, các chị trên 40 cân đổ lên. À, chị Trần Lan, chị comment em là K8 đi. K8 là cái mã len chữ C ấy, là mã K8. Còn len mũ này là K7 đấy chị này. Len mũ khoác len F này là K7 cho em ạ, 350. Len chữ C em có về được hai màu thôi. Gió 56 em còn, chị Ngô Mộng Thanh nhá. Mã này là K8 á, à quên K7 này. Đấy, mẫu nào cũng đẹp, em cảm ơn chị 66 cân không vừa mã này nhá. Em đang có màu vàng này. Đấy, màu B cho em này các chị này. Màu vàng, màu B này. Màu đen với màu đỏ. Tất cả em đang có 5 màu ạ. Em đang có 5 màu của mã hàng K8 á. Còn áo hè không chị? Úi còn, tí chị lên áo hè sau nhá. Mã là K7 các chị ơi. À, chị chốt cho em nhé. Chị Nguyễn Thị Hưng ơi, chị cứ lên mã hàng với số điện thoại giúp em với nhá. Chị Hồng Huế có này, chị Núi Hoa ok này. Đội mũ lên á, đây. Đây này, mũ nó to, nó rộng như này mà chị, chứ không phải cái loại mũ mà lên nó chỉ đội được nửa như này đâu chị. Đây các chị nhìn hàng nhà em này. Đấy, nói chung là cái mũ nó chỉ để trang trí thôi. Mũ để trang trí thôi. Đây là cho mấy cái móc. Đấy, trong khoác len mũ, cái hàng len mũ nhẽ ra là em nhập cũng đắt hơn đấy. Nhưng mà thôi, cũng bán cho các chị bằng tiền nữa chị nhá. Hoan hỉ. Đấy chị ạ, chị Hoàng Thúy ạ, chị Nguyễn Huyền, Hồng Vui, Trần Hà chốt đơn hàng. Nhưng em không biện ship chị ơi, tại vì giá cả so với nhà em đã bán rất là rẻ rồi. Nhưng em không bán cộng lại suất cao. Đây, hàng này trước của nó hơn 600.000, bây giờ em giảm các chị xuống một phát xuống hơn 300.000 như thế này. À, chữ C 52 cân có rộng không? Chị bằng cân em rồi chị này. Không rộng một tí nào luôn. Hàng ngày loan đẹp quá, cảm ơn chị Huyền Thúy, chị Trần Lan chốt đơn ạ, chị Trịnh Thơ có ạ. Mẫu nào 66 cân không em ạ? Nếu mà cái mẫu mà chữ C. À rồi tí em sẽ lên cho chị một hai mã mà tầm khoảng 65-66 cân vừa ấy. Trần Hà có, chị Diệp Nguyễn ok chốt. K8 nó chỉ có hai màu thôi. Hai màu là nâu với be chị ạ. Còn K7 em đang có 5 màu ấy chị này. K7 em đang có đỏ các chị ơi, đỏ của nó sẽ là kiểu đỏ đô như chị yêu nhắc, màu đỏ đô cho em ấy. Nhưng mà đỏ tươi, màu trên line nó bị tươi hơn bên ngoài một chút. Màu đỏ này, màu vàng các chị này. Chị ạ, màu vàng cho em ạ. Màu đen, màu be, màu nâu em đang có 5 màu. Em đang có 5 màu ạ. Em tặng các chị giá 350. Em có bộ gió không? Em không bỏ bán bộ gió, em chỉ bán nguyên áo gió thôi chị ạ. Chị Ngô Mộng Thanh cho em xin số điện thoại nhá. À, 60 cân có vừa K7 chị ơi. Tại vì khoác len nó co giãn mà chị. Khoác len nó co giãn, hàng này em xả các chị 350 ạ. Chữ C ngoài là nâu gì em, nó là nâu đậm chị ạ. Nó bên ngoài nâu đậm. Áo hè đợi em bình tĩnh em tiến lên áo hè để cho em gọi là cho nó gọn hết những cái hàng đông để em chuẩn bị về hàng hè ấy. Rồi qua mẫu em ơi. Đây này. Cái áo mà mã này là 623 đúng không? 623 mà chị nào đã nhận được các chị cho em xin phản hồi nè. Con này. Con này đây. À, cái mã đấy sót em ơi, hàng đấy hàng đắt mà. Cái này ra. Các chị nhìn này, nhưng mà cái mã này còn nhiều không?
còn ít đúng không? Cái màu be, cái màu be thì không có L đâu. À không có M đâu. Không có M đâu, còn L với L thôi. Đen thì còn đủ đen đủ sai đúng không? Rồi lấy thêm K7 dồn đơn. Thế à chị theo Phạm Thị ạ? 47 cân vừa chị ơi, 46 cân vừa, nói chung là các chị từ khoảng là 42 43 cân đổ lên đến tầm khoảng là 63 64 cân đổ về các chị chốt đơn cho em cái mã hàng K7 các chị này. Thoải mái cho em các chị ạ. Chất nó đẹp mà khoác len nó dày dặn luôn, nó là len ép nên nó không bị mai không bị xù. Mã này các chị comment là mã gì ạ? 623 các chị nhá. Để chị ạ, 623 và kèm số điện thoại cho em mẫu này ạ. Mẫu này em đang có là MLXL3 size ạ. Lên đơn hàng và cộng số điện thoại cho em con này 180 các chị này. 180 gọi là gen toàn thân các chị nhá. Cái phần thân nó sẽ là hai lớp, còn cái phần tay của nó sẽ là một lớp ạ. Em đang có đen với be. Rồi chị vừa nhận được hai áo gió 54 đẹp quá luôn. Đâu này. Rồi ạ, nhận được áo gió 54 đẹp quá. Bây giờ em lại bán luôn gió 54 luôn. Các chị này. Đỉnh của chóp luôn các chị ơi. Gió 54 nhà em vẫn còn ở bên kia kìa. Rất rất nhiều luôn các chị nhá. Đợi em một chút để em lấy mã hàng đã. Lấy luôn cái gió 54 cho các chị xem luôn đi. Rồi lấy hai cái liền áo 623 đúng không chị? Được chưa? Em đứng bên này cho nó đỡ tối. Mã này là 623 các chị ơi, 180.000 một áo các chị nhá. 180. Em đang có là MLXL. Hiện tại cái màu nâu này các chị ạ. Màu nâu thì hiện tại em đang còn size LXL nhá, đang hết size M. Thì size L các chị tầm khoảng 54 cân đổ lên ạ. 54 cân ạ, đến 65 cân đổ với em có size vừa. Còn màu đen các chị từ khoảng là 40 cân đến 65 cân đổ với em có size các chị nhá. 180.000 đồng một áo. 180.000 đồng các chị lên đơn hàng, gen nó mềm lắm luôn các chị ơi. Gen nó mềm lắm. Mã này là quên 623 và cộng số điện thoại ạ. 623 và cộng số điện thoại cho em. 180.000 đồng một áo các chị nhá. Mua luôn lên áo chất lượng đi ạ. Trên váy em mặc á. Đâu chất lượng đâu. Rồi ạ, các chị ơi chất lượng đây. Đây mã này là mã chất lượng của nhà em đây ạ. Thật sự luôn ạ, đến tầm giờ này nhà em đang tạm hết. Nhưng mà nó sẽ về bù hàng thêm. Được chưa ạ, nó sẽ về bù hàng, các chị cứ lên đơn hàng là có đơn các chị nhá. Mã này các bác comment cho là mã gì ạ? Chất lượng kèm số điện thoại. Chất lượng cộng số điện thoại cho em các chị nhìn hàng này. Thực sự luôn ạ, phải gọi là đỉnh của chóp luôn. Đỉnh của chóp luôn cái mã hàng này các chị này. Chất lượng và cộng số điện thoại ạ. Của nó là pack ca ngắn. Chất này của là ca kính ướt các chị nhá. Chất ca kính ướt cho em ạ. Các chị lên mã hàng cho em ạ. Lên áo lông đi em. Áo lông đẹp đi ạ. Rồi ok luôn chị ơi, mã này này. Đấy các chị nhá, em đang có màu này của nó sẽ là màu be. Để chạm màu be cho em ạ. Màu nâu này. Màu nâu ạ, màu đen này và màu hồng ạ. Năm màu nhưng mà cái màu trắng đang lắp lông. Có 5 màu nhá các chị nhá. Nhưng màu trắng thì không về đâu. Chỉ về màu này là màu này này. 4 màu. Các chị ơi mã chất lượng cho em ạ. Chất lượng và cộng số điện thoại cho em ạ. Xịn nét luôn các chị nhìn cho em ạ. Từ cái mũ của nó này. Để chạm từ cái lông mũ của nó cho em ạ. Em chốt cho các chị từ khoảng là 40 cân đến 60 cân các chị nhá. 40 cân đến 60 cân em lên đơn ạ. Chất lượng cho em ạ. Em tặng các chị giá 399. Để chạm 399.000 đồng. Em có size các chị từ 40 60 cân các chị lên đơn. Đây màu nâu các chị nhìn cho em tông màu nâu của nó này. Bên trong còn toàn bộ lót lông. Và chất của nó là chất ca kính ướt các chị yêu nhá. Chất của nó là chất ca kính ướt các bác luôn ạ. Mịn 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 luôn. Để chạm dáng và dáng ngắn nha các chị. Rất là dễ mặc luôn ạ. Rất là dễ mặc luôn. Tí em thanh lý hết cho các chị những cái mẫu lẻ. Mẫu lẻ còn một vài cái. Em ơi treo lại cái này nè. Đây màu nâu các chị này. Chất lượng cho em màu nâu ạ. Đấy chất lượng cho em ạ. Tông màu nâu và cộng số điện thoại ạ. Chuẩn bạch chị có ạ. Em ơi lên chân máy em đang mặc đi. Em ơi em soạn cho chị xem là chân váy chị đang mặc còn sót thế nào mang đây. Đẹp quá thể luôn các chị ơi, cái mã này. Em hôm qua em bị bão đơn. Thực sự luôn ạ, ngày hôm qua về bão đơn, ngày hôm nay không có đủ hàng để trả cho khách luôn ý. Đấy, và đang phải về bù hàng gấp các chị nhìn hàng này. Đẹp thực sự luôn ạ, mã hàng trên là chất lượng và cộng số điện thoại các chị yêu nhá. Em mặc của nó là, em thì bình thường em hay mặc size L chị ơi, size nhỏ. Đấy, thì mẫu này em trước các chị tầm dưới 60 cân em có size vừa các chị yêu nhá. 40 60 cân để em có size vừa. Lên đơn hàng và kèm số điện thoại cho em ạ. Em đang có cả màu hồng các chị này. Có cả tông màu hồng cho em ạ.
toàn bộ của hàng Quảng Châu các chị nhá, toàn bộ hàng Quảng Châu ạ, à, màu hồng cho em này, chất lượng cho em ạ, à, tông màu hồng và kèm số điện thoại các chị lên đơn. Đấy, chất lượng màu hồng này, cách số điện thoại cho em ạ, à, giá ngày hôm nay sẽ là 399.000 đồng một áo, 399.000 đồng ạ, à, đá 573 đợi em tí chị ơi, đá 573 đợi em, đằng sau của nó sẽ là chữ theo, lên bộ B10 đi đẹp lắm à. Bộ B10 em còn sót mấy bộ thôi. 64 cân mã này chưa, không em chưa về được size vừa chị ơi. Mã áo này là 400. Đấy, 399 chị gái ơi. Bê màu hồng cho em này. Đấy. Nó gọn nhẹ, nó dễ mặc sự luôn ý. Bảo sao mà mã này em về phát là em chưa cần lên like mà em đăng hình cái khách hàng chốt có tin nhắn rất là nhiều. Đấy, khách hàng chốt có tin nhắn rất là nhiều luôn ạ. Chất lượng cho em và cộng số điện thoại. Đây màu đen các chị này. Nhiều màu đen màu trắng các chị lên đơn nhá. Có cả màu đen với tông màu trắng luôn ạ. Chất lượng cho em màu trắng này và chất lượng cho em ạ tông màu đen. Đấy, chị nào thích màu nào các chị lên màu đấy ạ. Tổng em có 5 màu các chị nhá. Tổng em đang có 5 màu ạ. Không, chất lượng có không có size XL em có. Nhưng mà nó chỉ có 2 size thôi. LXL. Và các chị từ 40 60 cân. Từ 40 cân đến 60 cân lên đơn chị nhá. Chất lượng cho em ạ. À, cao 1m66 nặng 56 vừa không có vừa chị ơi, có vừa nhá. 1m66 mà nặng 56 cân là có vừa. Các chị lên đơn hàng mà kèm số điện thoại cho em ạ, chất lượng các chị ơi. Chất lượng ạ. 60 cân tùy chiều cao nhá chị ơi. 60 cân là tùy chiều cao đấy ạ này. Đó. Ôi. Tiếp theo ạ. Áo đá đợi em tí, áo đá nhà em thì nhiều lắm. Áo đá thì nhiều. Có cái mã mà đi ô hôm tối hôm qua về cái cổ vết ấy, cái cổ mà cổ Xuân Nghi ấy. Nhưng mà thôi, đấy chốt đơn xong đã. Này. Này tớ bảo mấy cái áo khác mà không bé rồi, không nhỏ nhỏ các chị đi ạ. Các chị này. Các chị nhìn mẫu này cho em ạ. Nhưng mà form này em, các chị lưu ý cho em nó là form hơi nhỏ đấy chị yêu nhá. Cũng hàng đẹp nhưng mà form em chốt các chị tầm khoảng 55-56 cân đổ về. 55-56 cân đổ về em chốt đơn ạ. Mã này các chị comment cho em là mã gì đỏ. Mã gì nhỉ? Đỉnh 1. Mã hàng cho em là đỉnh 1 cho em với ạ. Đỉnh 1 kèm số điện thoại ạ. Hôm trước em bán đã rẻ rồi đúng không? Hôm trước là bao nhiêu? Hôm trước là 400 đúng không? 390 à? Hôm trước em đã giảm xuống là 390 rồi. Ngày hôm nay em tặng các chị nốt giá sập một chút nhé. Lại sập một tí nữa đi. Đấy, dành cho chị nào form các chị nhỏ nhỏ người nhá. Từ khoảng là dưới 55-56 cân đổ về em chốt đơn ạ. 55-56 cân đổ về chốt đơn hàng ạ. Mã này các chị có là đỉnh 1 và cộng số điện thoại ạ. Cho đứt mẫu luôn các chị yêu nhá. Cho dứt mã luôn ạ. Bao tiền nhỉ? Em chỉ sợ em sập sâu quá là các chị lại mắng em chết. Các chị chửi em ấy chứ không phải các chị mắng đâu. Cái chiếc hàng này hơn 500 mà. Kiếp gì mà đã lãng man thế. Rồi ạ, mã này là đỉnh 1 và cộng số điện thoại ạ. Em tặng nhá chị yêu nhá. 300. 40.000. Các chị đừng ngất nhé các chị nhá. Đừng ngất mã này cho em. Đang hơn 500.000 bây giờ em giảm xuống các chị là 340.000 đồng một áo. Eo ôi các chị này, nhìn hàng cho em này. Đấy chị ạ, nhìn một cái mã hàng cho em ạ. Xịn đét luôn ạ, 340.000. Các chị có tin được không ạ? Đỉnh 1 cho em ạ, 40 cân đến 56 cân đổ về em chốt đơn ạ. Đến tầm 56-57 cân đổ về các chị thoải mái ạ. Các chị ơi, màu đỏ cho em này. Màu đỏ này, màu em mặc là màu nâu tây các chị nhá. Màu thứ 3 tiếp theo là tông màu đen. Còn màu gì nữa không? Màu đen cũng mà. Bên dưới thế nào? Có bên dưới không? Màu vàng. Màu B còn 2 chiếc. Đấy, màu B còn 2 chiếc. Mã hàng cho là đỉnh 1 ạ. Mẫu này là em bán ngày hôm nay là em bán đứt mẫu luôn. Các chị ạ, đây màu B cho em này. Toàn bộ của là hàng Quảng Châu ạ. Đấy chị ạ, toàn bộ hàng Quảng Châu cho em. Các chị ơi, nhìn cho em cái dáng của nó này. Đấy. Chân váy. Chân váy em mặc là 230 chị ơi. Chị được áo đá rồi nhé, đẹp lắm. Cảm ơn chị luôn ạ. Mã này là đỉnh 1 ạ. Đỉnh 1 màu nâu, đỉnh 1 màu đỏ này. Đỉnh 1 cho em màu đen ạ và đỉnh 1 cho em màu B. Có 56 em còn chị ơi. Chị Nguyễn Quỳnh ok này. Chị Như Quỳnh Đoan này, chị Yến Phi chốt đơn hàng ạ.
chất lượng ạ, à, chất lượng là áo phao sau nhá, xả nốt Paka đi em ạ. Ở trên nóc kìa, không biết là Paka hôm nay nó lẻ mẫu chị ạ, lẻ mẫu đợi em tí em lên sau nhá. Chị Đỗ Thị Thuyên, ok em chút đơn hàng các chị ơi. Nhìn hàng, toàn bộ hàng loại 1 cho em các chị nhá, chứ không phải hàng xưởng mà hàng loại rẻ hơn mà chất len nó dão dão đâu. Len thì em nó cầm nó nặng tay như này luôn. Đỉnh 1 cho em ạ, đỉnh 1 tổng số điện thoại cho em các chị chốt đơn hàng. Quá thể luôn các chị ơi, đỉnh 1 cho em ạ. Chị Minh Nguyệt, ok bác nào mà bỏ qua cái like của buổi trưa hôm nay thì quá tiếc, thực sự luôn ạ, quá tiếc luôn các chị nhá. 300 ạ, 40.000. Chị, em chưa thấy chị gọi à? Chị gọi đơn lúc nào em ơi? Đỉnh 1 cho em ạ, màu đỏ. Đỉnh 1 cho em màu đỏ. Đúng ngày hôm nay mới bán giá này. Đúng đến ngày hôm nay mới bán giá 340 đấy. Rẻ hơn giá em nhập vào luôn. Được chưa? Rẻ hơn giá em đang nhập vào ạ. Đỉnh 1 cho em ạ, chị Hoàng Trung cho em xin số điện thoại với ạ. Đây các chị này, đỉnh 1 màu đỏ cho em ạ. 2 gió 56, ok Trần Lan, ok chỗ đơn rồi. Chị nào có đơn rồi mà các chị người, các chị nhỏ nhỏ ấy, các chị lấy cái mẫu này cho em nó rất là gọn. Cái gì? Em 3 gió 54, Trần Thị 7 cho chị xin số điện thoại của em luôn. Khách quen nhớ để lại số điện thoại nhá. Chị Lý Đỗ rồi ạ, giấc mộng cuộc đời ạ. Chị Nguyễn Thị Hòa, ok em chúc đơn ạ. À, áo trắng đằng sau bao nhiêu? Áo trắng đằng sau đó là 400.000 chị ơi, 400. Chất lượng màu nâu, rồi ok. Chị Bình Tăng này, bạn 623 này. Chị Hoàng Trung có, chị Trần Thủy, ok chúc đơn hàng ạ. Chị Sự Kiện Bắc Nga rồi ạ. Chị Diệu Thúy, tí gọi lại cho chị số. Chị đặt mã nào, chị cứ lên mã hàng với số điện thoại đi chị ơi. Cứ lên mã hàng số điện thoại cho em, các chị chốt đơn nhé các chị. Mà con khoác len mũ đẹp như này. Em bảo rồi thôi, mã nào cũng thế. Mã nào đập tầm giờ này là em bán xả. Em bán xả thanh lý luôn. Được chưa? Còn bao nhiêu em bán nốt. Chị Phúc Tuệ Dinh, ok em thề luôn là mã này em bán lỗ. Được chưa? Em không được lại các chị 1.000 nào đâu các chị ạ. Đấy bác nào đi buôn các chị biết cái chất lượng của mã này rồi. Các chị nhập vào bao nhiêu tiền rồi. Mình hôm em tặng các chị giá 340.000. Đấy, đỉnh 1 chị ơi, đỉnh 1 cho em ạ. Chị Oanh Hoàng ạ, chị Nguyễn Thị Huệ cho các chị một mã quần nỉ ở trên kia em ơi. Quần nỉ 1 ấy. Cho các chị lấy kèm đơn hàng luôn đi. Nào, trưa nay xem là có những cái bạn nào lẻ lẻ để cho nó gọn gọn vẽ luôn đi. Có đứa nào ngoài kia không thì đóng sập cho chị hai cánh cửa xuống đi. Thấy chưa? Đây ạ, quần nỉ cho em này. Quần nỉ này hôm nay tặng các chị có cái đơn hàng kèm theo nhá. Đấy chưa, em tặng các chị có đơn hàng kèm theo này. Các chị comment là mã gì nhỉ? Đây, nỉ 1 à? Nhớ là có đơn hàng kèm theo nhé chị yêu nhá. Chất lượng màu nâu 59 cân, ok chị ạ. Trương Thị Phụ Thương, ok chút đơn hàng ạ. Đỉnh 1 là 340. Đẹp quá đi thôi từ bây giờ. Đẹp quá mất thôi, kiểu này Tết mặc thì nhịn bánh trưng vậy thôi chị ơi. Nhịn nhưng mặc cho đẹp chị. Ăn nhiều bánh trưng thì béo, không mặc được quần áo đâu. Béo lại phải tìm mua, mất tiền mua thuốc giảm cân. Đấy. Các chị nhìn cho em một đôi quần như này. Các chị ơi, các chị làm luôn cho em cả đôi đi. Ý chị ạ, làm luôn cho em cả đôi như này cho em ạ. Các chị comment là mã gì nhỉ? Nỉ 1 nhá. Nỉ 1 ạ. Sao? Mã này hôm trước bán bao tiền? Biết rồi nhưng mà à, nhưng mà bán gần đây nhất là ngày bao nhiêu? Rồi 125.000 một quần đi. 125.000 đồng ạ. Phong các chị từ khoảng là 42 cân đến 60 cân. Nhân viên đang lường em tại vì là bán cho nó giá cao hơn nhá chị ạ. Nhân viên đang lường em tại vì là em bán cho nó quần này giá cao hơn các chị hôm nay ở trên live. Đấy, em bảo 125.000 nó quay rồi nó lườm em cháy cả lông mày cho các chị ạ. Các chị nhìn cho em một con quần nỉ này. Được chưa ạ? 125.000 đồng. Em ơi các chị ơi, quần nỉ của nó bo gấu cho em như này các chị nhá. Quần nỉ bo gấu như này ạ. Các chị comment là nỉ 1 cộng số điện thoại cho em ạ. Đấy, hôm nay bảo các chị là em bán trên live 125.000 nó quay sang nó lườm luôn. Sợ thật đấy. Màu đen với màu nâu các chị nhá, hai màu đen nâu các chị nhìn hàng này. Để chạm 125.000 đồng cho em một con quần nỉ của hàng Quảng Châu. Đỉnh 1 có được có cho chị không? Chết thôi, mua nhiều quá. Chị Trần Lan chị được mà, chị cứ lên đơn hàng đi. Nỉ 1 chị đầu cánh hàng con quần này các chị ơi. Nó ấm lắm ấy các chị ơi, nó không phải lót lông mà lót nỉ bên trong nhưng mà nó dày chị ạ, nó dày. Hàng em đặt các chị ơi, toàn bộ hàng loại 1 luôn. Đấy các chị nhìn cho em ạ, đường kim mũi chỉ sắc nét luôn này.
của nó nỉ tâm các chị nhá, của nó là chất nỉ tâm cho các chị luôn ạ. Nỉ một cộng số điện thoại cho em ạ. Quần nỉ một ít yêu nhá. Để chị ạ, 125.000 một quần. Để chị ạ, 125.000 đồng một quần. Các chị lên đơn hàng cho em mẫu này ạ. Đấy, xịn đét luôn ạ. 3 size SML, 3 size SML ạ. Các chị lên đơn hàng cộng số điện thoại cho em ạ. Các chị nhìn cho em một đôi quần này. Các chị làm cả đôi cho em, một đen một nâu. Lườn đánh cho em một gì. Làm gì dám đánh nó. Đánh như nổi tiếng, đánh lại nổi tiếng như cái shop quần áo nào ý. Chết thôi. Đâu cái điện thoại của em đâu rồi? Trên bàn. Vừa rơi ở đâu xuống, vừa rơi đâu rồi mà. Đâu xem nào. Hôm nay nhận được áo phao da chim ưng lắm em ạ. Đâu, chị ơi, xả cái phao 731 nốt nào. 53 cân quần nỉ chữ mặc cho em size M cho nó thoải mái. Em này em cũng mặc size M tại vì quần nỉ nếu mà nó sẽ kiểu dạng bu rông ý, dạng bo gấu thì mình nên mặc cho nó rộng rộng một tí. M, M, L nha. Size gì cũng được, L đi. Mấy các chị này sau da của mã 731 chị nào chưa chốt đơn, mẫu này các chị lên đơn hàng luôn cho em ạ. Các chị comment của em là xả 731 ạ. Xả 731 và kèm số điện thoại cho em. Con này một con phao da. Các chị nhắc phao da cho em ạ. À quên, áo da lót lông. Con này áo da lót lông. Em còn ít mẫu này thôi, tại vì hôm trước em đã xả sập giá rồi. Đấy, đang từ khoảng hơn 500.000 bây giờ em tặng các chị giá ngày hôm nay ạ, 350.000 đồng một áo 731. Đấy, xả 731 cho em màu nâu các chị này. Màu đen với lại màu vàng bò. Nâu đen với vàng bò, em đang lắp lông của cái màu vàng bò đã. Form các chị từ khoảng là 40 cân 58 cân. 40 cân đến 58 cân đổ về em chốt đơn hàng ạ. Lên mã này cho em là gì ạ? Xả 731 và kèm số điện thoại ạ. Đấy, xả 731 cho em mẫu này ạ. Cách số điện thoại mình chốt đơn ạ. Em tặng luôn các chị này. 350. Đấy, 350.000 các chị nhìn cho em áo này. Bên trong của nó lót lông các chị yêu nhá. Chị nào không thích ý, thì các chị có thể là tháo cái lông cổ ra cho em được. Đấy chị ạ, tháo lông cổ đấy ra cho em được ạ. 731 cộng số điện thoại ạ. Đây các chị này, cái này là chưa lắp lông vào này các chị này. Đấy, cái này là chưa lắp lông, em thử các chị xem luôn. Không mất form dáng. Không mất form dáng luôn ạ. Mà nỉ 150 cân tùy chiều cao của chị nhá. Đây chị này, bên trong của nó sẽ là trần chám. Đấy, bên trong của nó sẽ trần chám như các chị luôn ạ. Xả 731 cộng số điện thoại ạ. Dưới 60 cân em chốt các chị yêu mẫu này nhá. Dưới 60 cân em chốt đơn hàng ạ. 350 một áo. Ạ. Đấy, form này nó chỉ em chỉ giảm chốt đến tầm 60 cân thôi. Tại vì dáng của nó răng ngắn. Dáng của nó sẽ là răng ngắn như này. Các chị này không thích lắp cổ lông, các chị để bình thường cho em như này cũng đẹp. Đấy, để bình thường như này cho em cũng đẹp này. Đây là màu vàng bò các chị nhá. Màu vàng bò của mã gì ạ? Xả 731 ạ. Xả 731 cộng số điện thoại ạ. Áo đá Quảng Châu còn ạ. Em còn chị ơi, Vũ Long nhá. Rồi qua mẫu này đi. À, chị mua hai áo da nhỉ em rồi mà nhìn vẫn muốn mua nữa. Em cảm ơn chị nhá. Đây các chị này. Hàng này các chị đang mua ngoài vẫn là 650-700.000. Một ngày hôm nay em tặng các chị giá 350. Để cho em tặng các chị giá 350.000 đồng màu đen này. Đó, mã này là xả 731 và kèm số điện thoại ạ. Quần nỉ 1 đấy chị ơi, Tuyết Nguyễn ơi. Xả 731 cho em màu đen ạ. Xả 731 màu đen cho qua mẫu nào. Qua nhanh nhanh để lên mẫu khác luôn này. Cái gì làm bằng đấy đây? Có len mà còn bằng đấy. Đây à? Ừ. Lên nhiều khoác len quá không? Đây còn bằng này đúng không? Đây, khoác len tiếp theo các chị một mã này nha. Con này bán bao tiền đây? Hả? 439 đấy. 445. Bao nhiêu? 445 mẫu này á? Hôm nay hôm trước đã xả 445 rồi mà. Đầu tiên bán 445. Đầu tiên của nó là hàng năm mấy? Đầu tiên của nó là hàng 520 mẫu này này. Đây nha, mẫu này các chị comment là mã gì? Em ơi. Mã này là mã. Thôi để chị cánh cửa cái lên nhìn nó tối tăm quá. H11. Nó không cải thiện được tí nào đâu. Áo gió đợi em một tí chị ơi, mẫu này là H. H11 cho em các chị ạ. H11 và cộng số điện thoại cho em mẫu này. Em đang có là khoác len ép các chị nhá. Khoác len ép này, cổ này của nó sẽ là cổ tàu cho em ạ. Cổ tàu này, phong các chị dưới 60 cân em chốt đơn. Em đang có màu đen này, màu nâu với màu bê. Màu bê em còn một chiếc các chị nhá. Màu vàng, đỏ vàng, mỗi màu còn một cái các chị ơi. Được chưa ạ, hàng em đang bán là bao tiền? 50.000
đâu rồi? Thì giá cũ mình bán 439 đúng không? Ừ. Thằng này em đang bán là 439.000. Thôi 350 luôn lên đường. Ờ. Được chưa? 350 em cho lên đường mã này luôn ạ. À. Nhưng mà nó còn đúng bằng này chiếc. Được chưa? Em còn đúng bằng này chiếc. Em tặng các chị luôn ạ. À. 350.000 ạ. À. Ok chưa? 350.000 đồng một áo. Các chị lên mã này cho em là H bao nhiêu? H11 ạ. À. Cộng số điện thoại ạ. À. Được chưa? H11 cộng số điện thoại cho em ạ. À. 40 cân hay 60 cân em chốt đơn ạ. À. 40 cân hay 60 cân em chốt đơn hàng ạ. À. 350 chị ơi. 350 ạ. À. Đẹp cái xịn các chị ạ. Đấy, đẹp xịn như thế này các chị nhìn hàng cho em ạ. 350 một cái. Đấy, bác nào tinh mắt cái nhìn hàng biết luôn đúng không ạ? Tinh mắt nhìn hàng cái biết luôn. Các chị ạ, H11 cho em màu be còn một cái các chị nhá. Màu be còn một cái này, với đây này. Màu đỏ em còn một cái này. Đấy chị ạ, màu đỏ còn một cái ạ. Đỏ còn một các chị nhá. Màu đỏ nó sẽ là đỏ đậm, đỏ đô đấy các chị ơi. Đỏ kiểu đỏ cam ấy. Đấy chị ạ, H11 cho em màu đỏ này, còn một cái này. Màu vàng em còn một cái này, còn đâu là còn nâu với đen. Nâu với đen là hàng em đặt nhiều nhất luôn. Nâu với đen là em đặt nhiều nhất. Các chị nhìn hàng cho em ạ. H11 cộng số điện thoại cho em ạ. Tủ quần áo nhà Loan chật hết tủ rồi ạ. À. Toàn quần áo nhà Loan đúng không ạ? Em cảm ơn chị ạ. H11 cho em màu vàng. H11 cho em màu vàng và kèm theo số điện thoại cho em ạ. Hàng các chị nhìn xịn đét luôn ạ. Các chị nhìn cái thớ len cho em này. Các chị nhìn thớ len cho em ạ. Đẹp xuất sắc luôn các chị yêu nhá. Để chị em tặng các chị giá ngày hôm nay 350. Các chị đang mua đợt gần đấy nhất thì em là 439.000. Là 440 đúng không ạ? Ngày hôm nay giảm các chị là gần 100.000 một cái rồi. Đấy. Giảm các chị gần 100.000 một cái là em bán cho các chị dưới giá nhập rất là nhiều. Em được lại các chị đúng 20.000. Mà ngày hôm nay em tặng các chị giá 350 một cái, các chị bảo là nhưng mà tôi nó còn có tầm khoảng là 7-8 cái thôi. Tổng em còn 7-8 chiếc các chị yêu nhá. Để chưa ạ? Em còn 7-8 chiếc ạ. Em tặng các chị luôn ạ, 350.000 đồng ạ. Em đang còn nâu với đen là đa số nhá, còn các màu kia mỗi màu em còn một cái thôi. Các màu kia mỗi màu em còn một cái thôi ạ. Lên mã này cho em là gì ạ? Rồi ôi bán rẻ này, bảo sao mà khách hàng cứ vào là mua. Tại vì là so với giá thị trường em bán rẻ quá rồi. So với giá thị trường em đã bán rẻ quá rồi ạ. H11 kèm số điện thoại cho em. Đây len mỏng đây. Len này của nó sẽ là hàng mắc hoa cúc của hàng len mông. Len mông cơ ghi H12 cho em mẫu này ạ. Được chưa? Mã này là H12 cho em ạ. Em tặng các chị có đơn hàng kèm theo nhé chị nhá. Tặng các chị mình ngày hôm nay có đơn hàng kèm theo H12 ạ. 100.000 cái. Được chưa? 100.000 một cái. Mã hàng H12 cộng số điện thoại cho em ạ. Hôm nay em thước các chị tầm khoảng 50 40 cân đến 55-56 cân. 40 cân đến 55-56 cân đổ với em chốt đơn ạ. À. Đa số em còn màu trắng các chị nhá, 100.000 một áo. Kèm đơn hàng H12 ạ. À. Màu này còn là màu cam còn 2 cái. Màu cam đây còn 2 cái ạ. À. Hàng đẹp các chị ạ, à. Hàng đẹp cho em ạ. À. H12 cho em ạ, à. 100.000. Em tặng các chị luôn 100.000 một áo ạ, à. H12 ạ, à. Màu cam này với lại màu trắng ạ. À. Để chị ạ, à. Cam với trắng của hàng H12, hàng hoa cúc cho em các chị này. Hàng 28-30 giảm sạc các chị luôn 100.000 một áo. Hàng len mông tơ ghi các chị nhá. 40 cân đến 55 cân. Đấy chứ ạ, từ 40 cân đến 55 cân đổ về em chốt đơn hàng ạ. Trắng cam 2 màu ạ, trắng cam 2 màu ạ. 40 cân đến 55-56 cân đổ về em chốt đơn là các chị mặc đẹp nhất ạ. Chị Nguyễn Hương cho em số điện thoại với chị ơi. Huyền ơi, cho chị xin cốc nước với. Ở là nước đồ này uống ở đâu ấy? À, em theo dõi chế lâu rồi, do em ở vùng bảy núi, thời tiết nóng, chế Loan lên bộ hè đi, tí chị lên áo phông hè được không em? Lên phông hè với lại bộ bộ của cái hàng bộ cộc tay nhá, bộ quần dài cộc tay ý, thì em ở thời tiết mà nóng em vẫn mặc được. Thôi H12 em tặng các chị 100.000 hết bố tiền rồi, ui rồi. Sao lại nói thế à chị? Chị bảo là hết mẹ tiền rồi thì phải hết bố tiền rồi. Phải hết mẹ tiền rồi. Chưa? Rồi cho các chị con mông đi. Đây này. Ví dụ ở chỗ em nóng em mặc được len mông tư ghi. Vậy thì nó cũng như chất không thôi. Các chị yêu. Con này cũng. Rồi chống khô họng rồi. Rồi con H13 này cho em này.
Mã này H13. Ok chưa ạ? H13. Tặng các chị luôn mẫu này nhá, kèm đơn hàng ạ. Lưu ý cho em những cái mã này là em bảo tặng kèm đơn, là các chị khi mà các chị có đơn hàng thì nhân viên thì em sẽ chốt cho các chị thêm một mã này. Được chưa? Nhân viên thì em sẽ chốt các chị thêm một mã này ạ. H13 cho em ạ. Em biếu các chị luôn ạ. 110.000 một áo. 110.000 đồng một áo các chị nhìn xem ạ. Toàn bộ của hàng hãng luôn các chị nhá. Chất len mông tư ghi, tay pha von cho em ạ. Hàng Quảng Châu loại 1 luôn các chị nhìn xem ạ. Dòng tem mác các chị này. Bộ 5B55 có xả không em á? B55 hôm vừa rồi em bán các chị bao nhiêu tiền đây? 300 mấy, 350 nào ấy. Đúng rồi, 380.000 xả có 350. Bộ B55 ấy. Đúng rồi. Rồi, con này 110.000 đi. 110.000 đồng ạ, 40 cân đến 60 cân. Từ 40 cân đến 60 cân nhé các chị yêu. Bán này H13. H13. Đấy, xem mà nghiện, vừa xem vừa ngủ gật. Ui. Vừa xem vừa ngủ gật thì chưa phải là nghiện chị ạ. Phải xem mà tỉnh ngủ mà không bừng ngủ tính nào thì mới là nghiện thật sự. Còn đấy chị là hơi nghiện thôi. Chưa nghiện lắm. Mã này là H13 cho em. 110.000. 110.000 đồng, hàng 28 các chị ạ. Để chị ạ, hàng 28 dân tặng các chị 110.000 đồng một áo. Các chị ơi, tay pha von cho em ạ. Thời tiết mà xe lại các chị ơi, mặc nhẹ nhàng cho em như này. Đấy, từ 40 cân đến 60 cân em chốt đơn đi chơi nhá. 40 cân đến 60 cân. Dòng của nó hàng xịn sò luôn ạ, 110.000 em tặng các chị kèm đơn hàng ạ. Em tặng các chị kèm đơn hàng ạ. Đấy các chị nhá, tặng các chị kèm đơn hàng luôn ạ. 110.000 cái thôi. Cho các chị lấy kèm đơn hàng cho nó gọn mẫu đi. Được chưa các bác? Như thế này là em đã xông xênh những lát chưa? Dạ, 110.000 một áo. 110.000 đồng ạ. 110.000 đồng các chị nhá. 110.000. Rồi, 110.000 ạ. Tiếp theo các chị một cái mã len nhung còn sót vài cái các chị này. H14 cho em ạ. H14 ạ. Cách số điện thoại cho em ạ. H14 em còn hai cái thanh than này, một cái rêu, một cái hồng, một cái đỏ. Hai cái màu xanh than, một cái màu rêu, một cái màu hồng, một cái màu đỏ cho em ạ. 140.000 một cái. Được chưa ạ? 140.000 đồng các chị lên đơn mã này cho em ạ. 140.000 đồng một con áo len nhung các chị nhá. 140 ạ. Các chị comment mã này là H14 ạ. H14 và kèm số điện thoại ạ. H14 cho em ạ. 140.000. Em còn hai cái màu xanh than ạ. Hai màu xanh than này, một cái đỏ đô này, một cái màu rêu, một cái màu hồng. Đấy, 140.000 ạ. 140.000 đồng ạ. H14 chị? 14 đúng không? H14 ạ. Hồng còn một chiếc các chị này. Hồng em còn một cái. Mã H14 cho em ạ. Cách số điện thoại các chị ơi. H14 cách số điện thoại cho em. 140. Bộ 40 cho em một con len nhung các chị nhá. Một con len nhung ạ. Len xịn số, len xịn cổ 3 phân còn không bán đi em. Len xịn á, len cổ 3 phân là nó sẽ có áo nhung cổ 3 phân với lại áo hàng HG, hàng kiểu giữ nhiệt ý. Nó sẽ có loại cổ 3 phân. Đây H14 màu rêu này, màu xanh than này. Thì sợ xanh than còn hai cái. Màu đỏ với màu hồng mỗi màu còn một chiếc các chị ơi. H14 cho em 140.000. Tiếp theo của cái mã này này. Nào, mã này hôm nay cũng giảm cho các chị nốt này. Còn như một màu hồng. Được chưa, len ép các chị này. Len ép của hàng cay cay cho em ạ. Mã này len cho em là H15. Được chưa, H15 và kèm số điện thoại cho em ạ. H15 và kèm số điện thoại. Form này là form nhỏ các chị nhá, form nhỏ ạ. Bộ B1 em còn chị ơi. B1 em còn này Huyền ơi. Đấy, con này H15 đi. H15. Hôm trước em vẫn đang bán là 219.000 đồng là hàng em đã bật được giá sale rồi các chị yêu nhá. Hôm trước em đã bán được giá sale rồi. Nhưng ngày hôm nay ạ, lại giảm tiếp. Đấy chưa ạ, em bảo rồi ngày hôm nay cái gì cũng giảm sâu luôn. H15 đúng không? Em còn một màu hồng ạ. Em xả các chị luôn ạ, 199.000. Đấy chưa ạ, 199.000 đồng một áo ạ, H15 cho em ạ. Lên ép của cái hàng hãng như này các chị này. Lên ép của hàng hãng luôn ạ, 199.000 đồng mã hàng H15 ạ. Trời ơi, em mà bán sập giá này thì các chị nào đặt được hàng đứng bom nhá. Bom này chốt các chị tầm nặng 40 cân đến 55 cân. 40 cân đến 55 cân em chốt đơn hàng ạ. H15 mà kèm số điện thoại ạ. Đây một màu đen em còn chị ơi. Còn không nhỉ? Toàn bộ hàng lên xịn các chị nhìn hàng này. Để chị lên ép mà các chị vẫn đang mua bên ngoài hơn 300.
Bây giờ em tặng các chị 199.000 đồng một áo. 199.000 đồng một áo ạ. Lên đơn hàng kia là H15 và kèm số điện thoại ạ. Ngày bác khách sỉ nào mà kiểu thời tiết đang lạnh cái các nhập mã này về ạ, bán giá cao kỳ luôn. Tại vì hàng này nó không có rẻ đâu, tại vì hàng len của nó lên hãng. Đấy, cái dòng mác của nó các chị nhìn các chị biết này. Đấy, các chị nhìn hàng của nó các chị biết luôn này. 199.000 đồng ạ. Mã này cho em là H15 và kèm số điện thoại ạ. 40 cân đến 55 cân em chốt đơn nhé chị nhá. Từ 40 cân 55 cân em còn một màu hồng ạ. Em còn một màu hồng ạ, em tặng luôn các chị 199.000 đồng một áo. Được chưa? 199.000 đồng em hứa luôn các chị, hàng len của len ép, hàng đẹp luôn các chị nhá. Hàng len ép của hàng đẹp luôn ạ, 199.000 đồng. Được chưa ạ? Shop em cũng chốt đơn cho chị à? Em chị Nguyễn Hà cho em xin lại số điện thoại nào nha, em vẫn đang chốt đơn mà. Nhân viên vẫn đang làm việc cả ngày cả đêm luôn. Để cho là các chị ơi cố gắng phục vụ các chị hết sức có thể luôn. Các chị ạ, tại vì cuối năm nào nó cũng bị quá tải. Cuối năm nào cũng quá tải đơn ấy. Rồi tiếp theo ạ. Tiếp theo con chị một con len hãng luôn này. H16 cho em mẫu này ạ. Thì chị ạ, H16 cho em ạ. Đẹp như thế này các chị ạ. H16 này. Ok chị ạ, H16 và kèm số điện thoại cho em ạ. Các chị nhìn qua tem mác các chị biết nhá. Được chị ạ, nhìn qua dòng tem mác các chị biết của nó hàng của nó chuẩn hay không đúng không ạ? Lên áo chấm đá chấm bi cổ tim em ơi, đợi em tí chị Hồng Vân ơi, đợi em một tí nhá. Nhìn chất len thứ len bên trong này. Chị ạ, thứ len bên trong cho em ạ. À, có chị Mỹ Dung ơi, này để chỗ nào ở đây. Len này của nó sẽ là pha tây đen. Len này của nó sẽ là pha tây gen ạ. H16. Áo dây bên trong á. Áo dây bên trong em có mà, 95.000 một cái áo dây. Alo. Vâng, xong. Bảo mẹ em, hỏi mẹ em mà em với. Màu trắng nhưng mà trắng kiểu trắng ngà ấy. Em không biết có phải trắng này không. Mẹ em ở màu trắng ngà ngà như nào em chẳng biết được, anh cứ hỏi mẹ em đi. Vâng vâng vâng. Giá này hát bao nhiêu đấy em? 16 đô. Em đã báo giá đâu, các chị đã lên đơn rồi kìa. Đấy, chưa còn giá. Em chưa báo giá, các chị đã lên đơn rồi. Thực sự luôn các chị ơi, tại vì là hàng này em không có về đâu các chị ạ. Em bảo những cái hàng này ngoại trường người ta bán giá rất là cao luôn. Thì tay của nó là hàng pha gen lông các chị nhá. H16 á. À, khoác len mà A7 hôm qua em còn chị Lê Tuyết ơi, tại vì đơn hàng tối qua nhưng em vẫn đang chốt đơn. Mã này thoải mái các chị dưới 65 cân em chốt. Để chạm thoải mái các chị nhà mình dưới 65 cân em chốt đơn hàng. Như cái đại kia còn kẻ kẻ đấy cơ. Nó có cả kẻ nữa này. Các chị nhá, có cả mẫu kẻ nữa. Để chạm em cũng dồn một mã này luôn. Nó cũng cùng với... À đâu không phải. Kẻ này không phải này. Đây. Hai con kẻ đen và một con kẻ màu nâu. Hai con kẻ đen, một con kẻ màu be như này cho em ạ. H16 đúng không? H16. 199.000 đồng ạ. Được chưa ạ? 199.000 đồng một áo ạ. Lên đơn hàng một kẻ số điện thoại cho em mẫu này ạ. Đa số có màu vàng, gọi là vàng đậm nhé chị yêu nhá. Được chưa ạ? Đa số màu vàng nó sẽ là vàng đậm như này ạ. H16 ạ. H16 và kèm theo số điện thoại cho em mình lên đơn các chị này. Chất lượng là phao lóc à, áo phao lóc lông chị đúng rồi, chuẩn luôn chị Trần Nụ ơi. Áo sau lưng là mã gì á? Mã nào chị Mỹ Dung? Áo treo sau em lên rồi chị Huyền Bình ơi, lên rồi nhá. Ok chưa ạ? Cái này em còn sót một cái be này các chị này. Một cái be này, hai con kẻ đen mà còn màu vàng, màu nâu còn một cái á. Màu nâu em còn một cái như này ạ. H16 ạ, kèm số điện thoại cho em với ạ. Rồi các chị mua ngoài nhẹ nhàng 300.000 một cái. Ngày hôm nay tặng các chị giá 200. Được chưa ạ? 200.000 đồng ạ. Các chị lên đơn hàng và kèm số điện thoại cho em ạ. H16. Cách số điện thoại cho em mình lên đơn. Đây, cái mẫu này có màu nâu cây đúng không? Nên các chị mỗi loại form nhỏ nhá. Đúng rồi Trần Lụ ơi, áo chất lượng là áo phao. Đây này. Đây là giá hôm trước các chị nhá. Đây là giá hôm trước. H16 qua mẫu luôn này. Còn ít, mỗi mẫu còn ít em sẽ gọi là tua tua cho nó nhanh ý. Mã này là H17 ạ.
H17 tiếp theo các chị một con áo len ép luôn ạ. H17 ạ. Bộ em có chị Trần Thúy Hằng ơi, đồ bộ em có. À, bây giờ lấy cho tớ một ít mã quần đi. Mã quần cho các chị luôn, mã quần lẻ lẻ cũng được. Mã này là hàng H17 cho em ạ. Áo 1 VIP là mã nào nhỉ? Vậy em tiến lên áo đá luôn. Hôm nay chốt các chị dưới 55 cân này, 40 cân đến 55 cân em chốt đơn ạ. À, đơn hàng buổi tối em vẫn chưa gọi chốt hết đâu chị ơi. Đơn hàng tối hôm qua nhà em vẫn chưa gọi chốt xong nhá. Mã này các chị có mày là H17 ạ. Em đang có màu đỏ đô này, đỏ đô em còn sót. Sót mấy chiếc và đỏ đô với màu nâu, hai màu các chị nhá. Đỏ đô với nâu hai màu cho em như này. Giá hôm trước đang là 219.000 đồng em sale. Ngày hôm nay giảm luôn các chị 199.000 đồng một áo. Đấy, các chị lên mã này cho em là H17 và kèm số điện thoại đỏ đôi màu nâu các chị này. 40 cân đến tầm còn là 55 cân đổ về. 40 cân 55 cân đổ về em chúc đơn hàng là H17 và kèm số điện thoại ạ. Đẹp lắm chị Dung ạ, hàng len ép các chị ơi, toàn bộ hàng giá thị trường vẫn là hơn 300.000 ạ. Hàng cay cay cho em như này. Em nên tặng các chị giá 199.000 ạ. Đấy, xé ra cũ này. Đúng chưa ạ? 199.000 đồng luôn. Mỗi mã còn ít các chị ơi ạ, H17 cho em ạ. Cộng số điện thoại mình chốt đơn ạ. Chị Minh Nguyệt ạ. À, chị Lê Dung có ạ. H17 ấy chị nhá, H17 ạ, 199.000 đồng ạ, lên đơn hàng kèm số điện thoại cho em mẫu này ạ. Quá đẹp và quá xuất sắc luôn ạ. Được chưa? Nói chung là các chị từ dưới 55 cân các chị mặc đẹp. Tại vì là cái form này là form nhỏ ấy, dành cho chị đào người nhỏ nhỏ. Từ 40 cân đổ lên đến tầm khoảng là 55-56 cân đổ về chốt đơn. Đấy chứ ạ, 55-56 cân đổ về chốt đơn hàng ạ. H17 cộng số điện thoại cho em ạ. Nâu với đỏ các chị nhá, màu nâu với màu đỏ hai màu ạ. Em cảm ơn chị Nguyễn Huyền nhá, chị Thùy Trần lại Trần Loan ạ, Nguyễn Thị Năm rồi ok chốt đơn hàng ạ. 27 nhỉ. Tiếp ra chị mẫu cả form to form nhỏ em lên luôn nhá. Chị Đỗ Thị Liên ok em chốt đơn hàng ạ. H17 ạ. Rồi ok. Mã đấy thì có cái màu vàng vàng đẹp. Nâu với lại là màu đen hai màu. Tiếp theo mẫu này len ép này. Len ép nữa các chị này. Đây các chị ơi, ba màu đi chị nhá. Màu vàng này, màu vàng, màu hồng này. Nâu còn ít đấy chị ơi. Nâu còn nhưng mà còn nói chung là đa số là còn màu hồng hồng LV này. LV H18. Mã này lên xem là H18 cách số điện thoại cho em ạ. H18 cách số điện thoại cho em. Giảm luôn các chị cũng 199.000 đồng đi. 199.000 đồng một áo ạ. Đúng rồi, lên hãng cai cai đẹp hết sảy của mình. Từ cái hàng khoác len của nó đến cái hàng len len này chị này, len ép này. Đấy, cái hàng len mũ cũng có hãng này luôn đấy chị ơi. Khoác len nó chất nó sướng lắm. Len ép mẫu này là H18 ạ. H18 ạ, cộng số điện thoại cho em. Màu nâu các chị này, à quên màu hồng này các chị ơi. Hồng pha đen như này các chị yêu nhá. Cô Minh Nguyễn cho em số điện thoại với ạ. Lên nào đá không em có chị. Form 60 cân mẫu này để cho em chốt đến tầm 55 cân thôi. Form 60 cân tí em sẽ lên hàng form to hơn đấy chị nhá. Có mùi cà phê ở đâu vậy? Có quá. Có à? Hỏng vậy. Này, đây các chị ơi, để chạm H18 cho em. Màu vàng các chị này, màu vàng này, màu hồng và tông màu nâu, ba màu các chị ạ. Ok Trần Nụ, em chốt đơn ạ. Đẹp quá thể, em tặng các chị 200.000 nhá. Lên áo to đi rồi ok chị ạ. Áo to em có ra các chị 67-68 cân. Hả? Uống đi một miệng bé ba gói chia hai thế đấy đúng không? Có chứ. K13 là cái nào? Hết rồi. À chưa về cái áo khoác lên hình ngôi sao ấy. À K13 tối chị ở tối nhá. Có về có về. Tối lại vào xem nhá. Có lẽ 28 ạ. Báo khách. Dâu thế. Lâu đi chị. Chị Dung H18 lấy màu gì chị? Chọn luôn màu đi, màu vàng đẹp này, nói chung là ba màu em chọn các chị màu đẹp lắm. Cái này. Bao màu em chọn các chị màu đẹp như này.
họa tiết của nó cực kỳ là sang luôn. Đó, họa tiết của nó cực kỳ là xa luôn. Em chuyên áo len đẹp mà chị. Em có bán hàng len, đổi hàng len kiện đâu. Len kiện nhìn trên live đẹp long lanh, nhưng mà đến nữa các chị nhận hàng lại ối giời ơi luôn. Nhìn trông nhiều cái còn rẻ lâu mình còn đẹp hơn ý. Đấy, em cho các chị toàn len hãng như này thôi, mà giá này em giảm sâu nhất có thể luôn các chị rồi ạ. Mã này là H18 màu vàng này. Lên chờ cái hàng len con to to này. Đây, H18 màu vàng này. Ờ, phong to để em một tí chị ơi. Vàng với nâu hồng 3 màu ạ, H18. Đấy, nâu cho em này, nâu tây với chị nhắc, nâu tây ạ, H18 ạ. Chị Mỹ Hào, ok, chút nâu gộp đơn. Lên quần mặc ở nhà đi ạ. Quần mặc ở nhà là có cái quần nỉ ý chị. Quần nỉ 723 nhà mình còn hàng không? Còn nhiều không? Tớ biết rồi, nhưng mà quần nỉ 723 hôm trước là mình bán bao nhiêu? Mà thôi, không cần biết là hôm trước bán bao nhiêu nhá. Chỉ biết là ngày hôm nay thôi. Đang chốt á? Ừ. Đang chốt cho đơn để làm gì? Chị lên tiếp không. Cho các chị xem. Không. Đang chốt đơn đã xong đâu. Mảnh đến tiền. Đâu anh xem nào. Ở trên này. Ờ, cái len đen ở trên này này nó có đủ màu này. Đây bạn ơi. Đây. À, màu vàng này, màu nâu. H18 các chị nhá, H18 màu vàng, nâu với hồng 3 màu. Rồi ạ. À. Đây hai cái trứng thuốc này, còn hai cái thì lên cho các chị lấy luôn. Cái này là lẻ nhá. Còn chỗ nào nữa không? Các chị ơi, cái này em còn sót 2 chiếc này. Cái này em còn sót 2 chiếc. Này. H19 ạ. Em còn sót 2 chiếc 2 màu nhá, màu nâu với màu be. 2 chiếc màu nâu, một chiếc màu nâu, một chiếc màu be ạ. Mẫu này là H19 ạ. H19 kèm số điện thoại cho em ạ. Em xả luôn 150 cái. Còn 2 chiếc 2 màu ạ. Hôm nay các chị từ khoảng là 45 đến 65 cân. 45 cân đến 65 cân ạ, H19 ạ. Kèm số điện thoại ạ. Còn set len ba nâu không em còn chị Tuyên Hà, chị cứ lên mã hàng với số điện thoại đi. Nhưng em đơn tối qua nhà em còn chưa động đến cơ ấy. Nên cả buổi trưa hôm nay các chị lấy dồn đơn luôn một thể. Đây cho các chị dưới 65 cân nhá. H19 ạ, em có màu nâu với màu be hai màu. Nâu be hai màu em còn sót hàng đấy ạ. Sót mẫu này. H19 và kèm số điện thoại ạ. H19 và kèm số điện thoại cho em ạ, 150.000 một áo. Len lông cho em ạ, một con nào len lông các chị này. H19 ạ, cộng số điện thoại chị yêu mình chốt đơn ạ. Hay mình ơi, H19 hai chiếc hai màu ấy chị yêu nhá, các chị chọn luôn màu của em với. Các chị yêu nhà mình chọn luôn màu của em với nhá. H19 là 150. Hôm qua tôi thấy còn sót ít cái len hãng ở chỗ nào ấy nhỉ? Cái len mà đẹp đẹp ấy. Đang là em lên cái mẫu này đi. Ở ở trên bàn đây. Đây, len len này form to này, còn nhiều không? Còn đại giá 18. Đây, len này cũng form là hàng len đẹp nhưng mà form này form to hơn nữa chiều nhá. Len đẹp form to hơn này, mẫu này là H20 ạ. Chị ơi, các chị ơi nhìn hàng này. Dành cho chị nào là to tầm khoảng là 48 cân nhá, 48 cân đến 65 cân. 48, 47, 48 cân đến 65 cân đổ với em chút đơn ạ. H20 ạ, màu nâu cà phê này. Màu xanh cho em ạ. Để chị ạ, màu xanh cho em này. H20 cái chiêu nhá. H20. Em sẽ hộ chị à 200.000 một cái. Để chị ạ, 200.000 một cái ạ. Màu be, à quên màu này, màu à. Màu trắng này, trắng gọi là trắng kem nhé các chị nhá. Màu trắng kem này. H20 ạ, cộng số điện thoại các chị ơi, lên pha lê ép ạ. 19 em hết hàng, các chị chuyển sang H20 cho em luôn ạ, 200.000 cái. Để chị ạ, 200.000 đồng một cái H20 và kèm số điện thoại ạ. Màu đỏ đô các chị này, đỏ đô cho em ạ, H20 ạ, 200. Hôm trước đang bán là bao nhiêu tiền đúng không? Hai áo len đẹp quá đây chị này. Em thề các chị luôn ạ, hàng này em bán các chị là giá này là giá xả, để chị ạ, giá xả các chị luôn ạ, H20 đỏ đô này. Đỏ đô này, nâu cà phê này, màu trắng kem các chị này. Và tông màu xanh. À có cả màu hồng đỗ này. Có cả màu hồng vỏ đỗ nữa. Đó, H20 có cả hồng đỗ luôn ạ. Em cảm ơn chị Lan Anh nhá. Chị lại lừa em rồi à. Đấy, hôm nay em bán rẻ nữa các chị ơi. Thực sự em bán rẻ thì em cũng hơi bị buồn đấy. Tại vì là giá lỗ. Nhưng mà cuối năm rồi bây giờ cũng không giữ lại làm cái gì nữa. Sang năm thì mình lại lấy hàng mới, lại bán mẫu mới cho các chị. Bây giờ còn mẫu nào thì em thanh lý luôn các chị nhá, thanh lý luôn 200.000 cái hàng đẹp như này luôn. Chứ em không bán hàng len, hàng len vớ vẩn cho các chị đâu. Các chị nhìn hàng của nó này, nhìn màu sắc của nó luôn cho em ạ. H20 ạ,
áo len này, áo này đẹp lắm, chị nhận được hàng rồi. Chị nào nhận được hàng các chị biết đúng không? Ngày hôm nay rẻ hơn. Lần này ưu tiên cho chị lấy mấy mẫu, chị lấy gái nhé, lâu lắm không lấy được hàng với em. Rồi ok chị Lê Dung ơi, tí nữa nhắn tin cho bọn chốt xỉu em rồi, mấy cái đứa chốt xỉu hay chốt cho chị để nhận hàng luôn, không có hết, tại vì mẫu lẻ nó không có số lượng nhiều đâu. H20 cho em ạ, các chị nhìn cho em bảng màu của nó này. Để chợ đỏ đô các chị này. À, đỏ đô này, màu này là màu trắng kem đúng không? Màu B, màu trắng sữa ấy, để chợ màu trắng sữa này, màu xanh cho em ạ. Màu hồng đỗ các chị này, và nâu cà phê, và màu nâu cà phê H20 kèm số điện thoại ạ. H20 và kèm số điện thoại cho em ạ. Đây chị này. Đây là cái họa tiết của nó luôn này, để buộc luôn cả cái cọc đấy luôn nhá. Đây mã này là H21 này. Tiếp theo của len pha lê các chị nhá, len pha lê cho em H21. Ô thế thì mẫu này còn cái mã nào ấy, còn cái mã nào có? Có. Ô nhưng mà đi cái mẫu này. Đấy nhá, buộc lại cẩn thận nhá. H20 nó vẫn còn đủ size, đủ màu ấy, đủ màu đủ số lượng luôn. Cái này H21 ạ. Chị Lê Dung ở Thanh Hóa có phải là khách xỉ không? Không. Lẻ à? Lẻ hay xỉ em không nhớ, tại vì là lâu lắm em không chốt đơn rồi. Nhân viên chốt em thì like thôi, em không nhớ được hết. Mã này các chị comment hộ em là H21 nhá. Chị Huế Phạm này, Hùng Uy Duy, Vũ Chín có ạ. Milan các chị ơi, các chị cứ lên số điện thoại nhá. Là có đơn thôi, em không đọc tên đâu, tại vì là comment nó trôi nhanh quá. Em không nhìn kịp. Mã này là H21 cho em ạ. Những cái len này đơn giản, nhưng em không có len mà họa tiết là cầu kỳ quá đâu. Cầu kỳ quá thì có chị mặc được, có chị không. Nhưng mà chị Lê Dung xỉ mà, em nhớ băng máng. Đấy, lâu lắm này như kiểu chị em mình là mất tương tác với nhau hay sao ấy. Thằng nào là chị chạy bảo cũng không thể em like đúng không? Tại vì là Facebook nó giảm tương tác chị ạ. Mã này là H21 chị ơi. Em tặng các chị đốt 150.000 một áo nhá. 150.000 đồng. 150.000. Màu hồng cho em này. Đấy, cái bảng màu của nó bên ngoài của nó sẽ là đậm hơn trên line một tông các chị nhá. Đấy, lâu nay chị không vào được like em. Tại vì là do Facebook đấy chị ơi. Do Facebook đấy. Là lâu lắm là chị em mình đã không làm việc với nhau. Đây, mẫu này là H21 này. Em đang có màu hồng này. Màu đỏ này. Màu đỏ, màu xanh này. Màu hồng, màu đen. 150.000 các chị ơi. 150.000 một áo. Em vừa bán vừa kỷ niệm cho các chị luôn ạ. Áo len H20 trung tuổi mặc được chị ơi. Trung tuổi mặc được. Nói chung cái dòng len này các chị ơi dễ mặc lắm. Ai cũng mặc được mà. Mẫu này H21 cho em ạ. Màu xanh nữa chị này. Màu xanh ạ. Màu xanh cho em len pha lê các chị nhá. Len này len pha lê cho em ạ. H21 ạ. Màu xanh này. Màu đen như con một cái. Với lại màu đỏ cho em ạ. H21 đỏ, xanh, hồng. 3 màu nhá. Đen còn một chiếc thôi. Cái gì mà đen lên đen không? Đây H21 ạ. Đen em hết ạ. Đấy, chị Tươi Vũ có ạ. H20 là 200 chị ơi. Con này là 150 này. H21 là 150. H21 là 150 ạ. Các chị biết là hàng này em ôm len từ lúc mà thời tiết nó còn đang mùa hè ấy. Thì em bây giờ em lúc mà trong vụ em mới bán được cho các chị đã rẻ rồi. Xong mà bây giờ em lại thanh lý lại giá lại còn rẻ hơn cả giá em nhập vào nữa. Các chị ạ. Mã này H21 cho em ạ. H21 cộng số điện thoại nhá. 150.000 ạ. Màu rêu các chị này, màu xanh của nó kiểu xanh lá đậm ấy. Em gọi là màu này màu rêu các chị nhá. Màu hồng này và tông màu đỏ cho em ạ. Rêu hồng đỏ ạ, 3 màu cho em mà kèm số điện thoại. Màu đỏ bên ngoài nó đậm đậm đấy, chứ không phải đỏ tươi quá trên line đâu. Đấy. Các chị nhìn màu đỏ trên line nó hơi sợ, tại vì là cái nó ánh điện ấy thì kiểu gì nó cũng bị sáng hơn bên ngoài. Chị ngắm hoa lại rơi chút màu hồng này, hồng yến ạ. Áo đá đi em ạ, đợi em tí đi chị Lan Anh ơi. Áo đá mọi khi tối hôm qua em cũng bán nhiều rồi mà. Nỉ 723 ngày hôm nay em vẫn đang chốt đơn. Chị Đặng Thơm có, chị Viện Ninh H21 H20 mới có màu nâu cà phê mà chị. H21 em không có màu nâu cà phê đâu. H21 là mẫu em đang mặc cái này. Là H21 màu hồng này, màu xanh này và tông màu ạ. Màu đỏ. Đấy, đen em còn một cái thôi. Đen em còn đúng một cái các chị nhá. H21 cho em ạ. 150.000. Cho em một con áo len thổ các chị luôn ạ. Một con áo thổ luôn ạ, H22. Có màu gì? Màu hồng. Màu gì?
lên mã hàng trên là H22 ạ. H22 kẹp đơn hàng, các chị ơi nhá, 120.000 một áo. 120.000. H22 ạ, lên đơn hàng cộng số điện thoại ạ. H22 lên đơn hàng cho em ạ, 120.000 một áo các chị này. Tiếp theo các chị một con áo len H22 ạ. Đây H22. Hôm nay hôm qua chốt rồi mà hôm nay vẫn muốn hóng à. Rồi áo đá thì tí em sang bên áo đá ở bên kia thì các chị nhìn nó rõ, nhìn nó dễ hơn. Bên này toàn áo len thôi. Mã này H22 cho em màu đỏ ạ. Cái này em tặng các chị nốt 120.000 nhá. Dưới 65 cân em chốt đơn. Dưới 65 cân em chốt đơn ạ. H20 đâu có phê nhưng mẫu này trung tuổi có mặc hợp không? Đấy chị mặc cho em con H20 ấy, chị Viễn Đình ạ. Đây các bác này, màu này em gọi là màu be các chị nhá, màu be cho em này. Màu be ạ, màu hồng này. Màu be màu hồng này các chị này. Màu xanh. Màu xanh cho em ạ, H22 các chị ơi nhá, 120.000. 120.000 B47 em còn chị ơi, B47 các chị ơi vẫn những cái màu size đấy ạ, chị Nguyễn Hà nhá, chị cứ lên mã hàng với số điện thoại cho em. Đây màu hồng ạ, H22 ạ, không có đen chị ơi, không có màu đen. Các chị ơi còn bảng màu như này các chị này, H22 120.000 một áo. 120.000 đồng các chị lên đơn hàng và kèm số điện thoại ạ. Đây các chị ơi, mẫu này của nó là len hoa cúc. Chị Thủy Tiên ạ, chị Thủy Linh ạ, màu đỏ này. H22B hồng ok, chị Minh Nguyệt ạ, chị Mai Anh ok. Em tặng các chị có 120.000 một cái áo len như này. Đấy, các chị nhìn cho em hàng này. H22 cho em ạ. Vì giờ các chị mua cái hàng len mà nó kiểu là dạo dạo với hàng len rẻ mà các chị cũng mua trên trăm rồi đúng không ạ? Mà hàng này đợt trước của nó hàng 250. Bây giờ em tặng các chị 120.000. Nó cũng còn ít tại vì là mỗi màu nó còn lẻ một ít thôi. Mẫu này H23 nhá chị nhá. H23 cho em một con len hãng này. Chị chọn một con áo len hãng luôn ạ. Em sale cho các chị luôn ạ, 150.000. 150.000 đồng một áo ạ. Lên đơn hàng cho em là H23. Hôm nọ bị nhầm shop à? Nhầm shop nào với chị? Đấy, thế là lại nhìn em cái này mà sao lại nhầm với shop nào được. Mẫu này H23 cho em nhá. Em tặng giá 150.000, hàng 350. Em xả luôn 150.000 đồng một áo. Em xả luôn 150.000 đồng. Các chị nhanh tay mã này này. Ok chưa ạ? Toàn bộ của là hàng lên hãng luôn các chị nhá. 150. Vậy em tím bên nào đá luôn ạ. Các chị ơi, em tặng các chị giá 150.000 đồng một nốt một con áo này luôn. Ok chưa ạ? H23 đúng không? 150.000. Em đang có màu này màu đỏ các chị nhá. Đằng kia có cái cúc này. Lấy cúc cho mình cài vào luôn ạ. H23. Cách số điện thoại ạ, mình chốt đơn ạ, 150.000. 150.000 ạ. Em đang có màu nâu bò còn sót 2-3 cái màu nâu bò các chị này. Nâu bò em còn sót 3 cái. Ok chưa? Nâu bò em còn sót 3 cái này. Form các chị dưới 65 cân. Được chưa? Từ khoảng là 48 49 cân đến 65 cân em chốt đơn ạ. Nâu bò này, cái hồng kiểu hồng này em còn sót một cái này. Hồng còn sót một cái H23 cho em ạ. H23 cộng số điện thoại ạ. Áo đá đợi em tí chị ơi. Đợi em tí sang bên kia bán áo đá nhá. Đứng vào bên tường cho bán áo đá được không? H23. H23 bao nhiêu tiền nhỉ? 150 nhá. 150 nốt cho nó gọn nhá. Được chưa? 150.000. 150. Thôi bán 150 không bán 150 đâu. Bán 150 lỗ quá rồi, bán 150.000 thôi. Alo. Ơ thế giả tiền rồi thì lấy đi sao? Có bao nhiêu tiền cái đấy nhỉ? Ơ thì lấy hộ em cái. Vâng. Khách nào ai chuyển khoản 1.119.000 đây? 1.119.000 kìa. 150 một cái. Thôi em không bán 150.000 đâu, em bán 150 thôi cho đỡ lỗ chị ạ. Không bán 150 lỗ quá. 150 lỗ quá, tôi bán 150.000 thôi.
Từ hôm bên em gọi cho chị chốt đơn rồi mà bảo gửi số tài khoản cho chị mà chả thấy đâu. Ơ, như nào? Chắc là chị ơi để em tí em gửi số tài khoản chắc lại quên rồi. Như nào chị Hà ơi, chị cho em xin lại số điện thoại của chị xem nào. Từ hôm bên em gọi cho chị chốt đơn rồi mà bảo gửi số. À, ý là chốt đơn rồi bảo gửi số tài khoản cho chị để chị chuyển tiền nhưng mà không thấy gửi đúng không? Chắc lại quên. Chắc lại quên rồi, đấy. Chị cho em xin lại số điện thoại với. Len mũ á, len có mũ hay là len khoác có mũ à chị? Còn mỗi một cái á. Len có mũ làm gì còn hàng đâu, tôi bỏ mũ này đi. Hay là dọn hôm nay dọn hết chỗ cái đống lẻ lẻ đấy như này. Len có mũ này còn đúng một cái, chị Dung có lấy không này? Để em để với chị này ở bán này. 200. Len có mũ 200.000 chị ơi. 200.000. Một con áo len nhung có mũ đỏ đô. Các chị có biết là nhung mũ đỏ cho em với ạ. Nhung mũ đỏ kèm số điện thoại cho em ạ. 200. Em xả luôn 200. Cái này em còn sót đúng một cái. Đấy em còn đúng một cái ạ. Nhung mũ đỏ comment hộ em mã này nhá. Ai chốt đơn cho chị. Cái số điện thoại chốt đơn chị có nhớ không? Linh ơi, Linh bấm hộ chị. Linh ghi hộ chị cái số này để xem kiểm tra xem đứa nào chốt đơn nó khách mà bảo gửi số điện thoại không gửi kìa. 0989352800. Đây cho Quỳnh Tiên này em ơi. Ghi hộ chị cho Quỳnh Tiên này. Quỳnh Tiên nhá, nhưng mũ đỏ cho Quỳnh Tiên luôn. Đây nhá, cái mẫu cổ tim lên pha lê em còn ít nữa này. Pha lê cổ tim em còn một ít nữa. Các chị ơi, các chị chọn cho em được cái được chọn màu các chị nhá, chọn màu không chọn kiểu, tại vì hình như là có hai kiểu ấy. Các chị ơi, nó là cổ tim xem lên pha lê. Em tặng các chị giá 140.000 một áo, không chọn kiểu. Các chị comment của em là hát bao nhiêu đây? Hát 24 ạ. Hát 24 và lên số điện thoại cho em. Quỳnh Tiên hay mua mà. Hát 24. Nhưng mũ đỏ em hết ạ. Mã này là hát 24 cho em 140.000 nhá. Em đang có màu đen này. Em đang có tông màu đen này, màu hồng này. Để chạm màu đen này, màu hồng này. Màu đỏ này. Màu đỏ này, màu xanh này. Nói chung là nó có mấy cái hình khác nhau ấy. H24. Chị vừa chuyển khoản cho em 100 đó. Chị Thanh Hà. Ui giời, em đang like em chưa kiểm tra được tiền đâu chị ạ. Màu đỏ này các chị này. H24 nhá, 140.000. Len của nó lên pha lê. Chất dày dặn. Đấy, và nó sẽ là cổ tim cho các chị luôn. Cổ tim ạ, H24 ạ. Cổ tim này, đây màu xanh. Xanh còn một chiếc các chị ơi, 140.000. Phong các chị dưới 65 cân em chốt đơn. Màu đen còn một cái này. Màu đen còn một cái các chị này. H24 cho em màu đen ạ. H24 màu đen này. H24 cho em màu đỏ đô này. Ở đây không phải đỏ đô của nấy là không phải. Đỏ đô không có nhá, chứ không phải cái này đâu. Tối nào lại buộc cả cái này vào vậy. Đây là cổ tròn mà. Cổ tim thôi. Đây cổ tròn em buộc vào đây. Đấy. H24 này các chị chọn màu các chị nhá. Màu đỏ này. Đấy. Nó còn những cái kiểu như này. Nó có hình chuồn chuồn này. Có hình cái lá này. Đấy. Nó còn sót ạ. H24 cho em ạ. 140.000 ạ. H24 140 ạ. Đợi em dọn ở bên này cho nó gọn len đã. Có lúc lại chạy đi chạy lại nó xa lắm. Mã này H25. H25 cách số điện thoại cho em ạ. H25 ạ, 150.000. H25 ạ, 150 ạ. Hôm nay các chị 40 cân đến tầm 62-63 cân. 40 cân đến 62-63 cân em chốt đơn ạ. Mã này các chị coi là H25 nhá. Em còn màu hồng ạ, 1, 2, 3, 4 cái. Còn 4 cái màu hồng các chị ơi. H25 ạ, cộng số điện thoại ạ.
Tớ gửi tiền vào trong nhóm nhá. Tiền. Quá người vào lấy nhận về nó tiêu. H25 là 150.000 một áo các chị ơi. 150.000 ạ. H25 còn 4 cái màu hồng các chị ơi. Len lông ạ, dày dặn các chị ơi ạ. Len lông dày cho em nhé các chị nhé. H25 cho em ạ, 150.000 ạ. 150.000 đồng các chị lên đơn hàng ạ. Đây này em còn sót ít len mũ này. Sót ít len mũ như này các kiểu các chị nhá, các kiểu ạ. Len nhung mũ cho em. Em xả 200.000 một cái. Để cho em xả 200.000. H26 là len nhung mũ ạ. H26 cho em mũ này ạ. H26 ạ, 150 ạ. H26 ạ, 200.000 các chị này. H26 áo treo đằng sau là 400.000 em ơi. Mã này H26 này. Em xả 200. Len nhung mũ ạ, 200.000 ạ. Các chị lên đơn hàng cho là H26. Cách số điện thoại em đang còn đỏ gạch còn 2 chiếc đấy các chị này. Đỏ gạch còn 2 cái. Màu hồng còn 1 cái và 2 cái màu xanh là hết. Và em các chị giá 200.000 ạ, H26. H26 ạ. Cộng số điện thoại đây đỏ gạch các bác ơi ạ, 200.000 một cái. 200.000 một cái, cái này bị sót nhá, hồng còn một cái thôi. Hồng còn sót một cái này, H26 ạ. Đấy, nhanh tay giúp em nhá, để hết này. Em ơi. H27 cho em. Tiếp theo một con mã len nhung này nữa này. Tiếp theo một mã len nhung ạ, H27 ạ, cộng số điện thoại này. H27 cho em ạ. Ôi H26 hết rồi. Đây lên mã H27 ạ. H27 lên số điện thoại cho em len nhung ạ. 140.000 một cái. Em sell luôn mã này 140.000 đồng. Các chị lên đơn hàng ạ. H27 cộng số điện thoại ạ. H27 cộng số điện thoại cho em ạ, 140. H26 em hết rồi các chị ơi. Mã này H27 em có màu rêu này, màu hồng này, hồng em còn sót 2 chiếc nhá. Màu đỏ đô ạ và màu xanh than. 140.000 ạ, H27 cho em ạ. Không các chị tầm ở dưới 63 cân, 65 cân đổ về em chốt đơn. 45 đến 65 cân đổ về chốt đơn hàng ạ. H27 ạ, áo len nhung ạ. Áo len nhung mã hàng H27 cho em ạ. Len nhung của mã hàng H27 cộng số điện thoại các chị chốt đơn ạ. Đẹp quá các chị này. Các chị nhìn hàng len nhung cho em này. H27 màu xanh than các chị nhé. Màu xanh than này. Màu xanh than ạ. Màu rêu em mặc này. Màu đỏ đô cho em ạ. Áo ở treo sau em mặc lên rồi mà chị nhìn. Đấy là áo phao chất lượng ấy chị ơi. Mã hàng chất lượng ấy. Còn đây em mặc là H27 cho em ạ. Áo len nhung. Áo len nhung mã hàng H27 kèm số điện thoại ạ. Đấy các chị ơi, đỏ đô này. Màu xanh than này, màu xanh rêu này. Đấy là tông màu hồng, các chị nhìn hàng cho em này. Đẹp thực sự luôn ý. Bây giờ em tặng các chị giá 140. Mà xỉ ngoại trường người ta vẫn đang giao các chị 220, 230 giá buôn. Đấy, H27 cho em các chị chốt đơn hàng nhá. 4 màu như này, thì chạm có 4 màu này. Chị nào chốt màu nào mình lên màu đấy á. Thích màu nào lên màu đấy chị em. H27 và kèm số điện thoại ạ. Tiếp theo một cái mẫu 880 đăng ký mà không được gọi, chị Nguyễn Hồng cho em xin lại số điện thoại chị. Đây tiếp theo cái mẫu này, mẫu này em thề luôn, em về em còn chưa kịp bán. Tại vì nhà em về nhiều hàng quá. Em không kịp bán. Các chị nhìn len cho em này. Nhưng mà hôm nay cũng bán cho các chị bằng tiền cái mẫu em sale nhá chị nhá, bằng tiền cái mẫu sale luôn. H28 ạ. Ok chị ạ, H28 cộng số điện thoại cho em. Một con áo len của là len pha lê ép. Một con áo len của pha lê ép cho em ạ. À. 65, 66 cân ạ, 67 cân các chị thoải mái cho em ạ. Em ơi, nói nhỏ nhỏ thôi.
Đây nhá, cái phần này còn nó sẽ là kiểu là gen gen các chị nhá. Phần này gen gen cho em ạ. Cách đây 2-3 hôm rồi á. Chị có nhớ mã hàng không? Cái này các chị comment cho em là H20 mấy H28 phải không? Hả? H28 đúng không ạ? H28 các chị từ khoảng là 45-46 cân đến tầm khoảng là 65 cân đổ với em chốt đơn, 65-66 cân đổ với em chốt đơn hàng ạ. Chất len co giãn thoải mái. Em sell các chị nốt 200.000 cái. Hàng 350 các chị nhá. Hàng 350 bây giờ tặng các chị nốt cũng 200.000 ạ. H28 á, đỏ đô các chị này. H28 xem ạ, màu đỏ đô này. H28 xem ạ, màu hồng vỏ đỗ ạ. Màu hồng vỏ đỗ cho em H28 ạ. Lên này, các chị nhìn cái màu của nó cho em này. Để chạy nhìn màu của nó cho em ạ. H28 ạ, kèm số điện thoại các chị nhá. H28 một kèm số điện thoại cho em ạ. Đẹp quá, thể nốt mẫu này em sẽ sang kia em bán áo đá với áo phông các chị nhá. Đá phông với áo gió. Áo đá chính là mà áo cục tay á. Chị Nguyễn Hồng cho em xin số điện thoại chị. Cái đơn nó quá tải chứ là nó sẽ chậm hơn, nhà em sẽ đỡ chút đơn là nó sẽ bị gì à? Kiểu nó sẽ chậm hơn tầm khoảng 1 ngày chị ạ. Chậm hơn 1 ngày. Màu nâu cà phê cho em này và màu xanh. Đấy, màu xanh cho em ạ, mã H28 ạ, 200.000 cái các chị ơi, em xả 200. Em xả 200.000 ạ, H28. Đấy, màu nâu cà phê cho em các chị nhìn chất len này. Chất len đẹp mà mịn nhé các chị nhá, chất len đẹp mịn luôn ạ. Các chị này H28 ạ, màu nâu cà phê này. Sao chất lượng 59 cân màu đen, chị riêng MN cho em xin số điện thoại với chị ơi. Cho em xin số điện thoại với. Đây các chị nhìn trên màu nâu cà phê của nó này. Đẹp thực sự luôn ạ. Bộ gió như chị không có đâu Linh Linh ơi. Đây màu nâu cà phê đây các chị ơi. Thoải mái các chị 65-66 cân đổ về cho em. Thoải mái tầm 65-66 cân đổ về em chốt đơn hàng ạ. Mã hàng cho em là H28 các chị nhá. H28 mẫu này có đen mọi người nhỉ? Có đen cân mặc vừa chị ơi, dưới 65 cân. Còn đúng hai cái màu đen thôi chị ơi, còn sót hai cái màu đen. Đấy, chị nào chốt 28 màu đen các chị lên đơn hàng ạ. Em còn đúng hai cái màu đen thôi nhá, còn hai cái màu đen ạ. Chân váy loan nặc thì nó em sẽ có mấy hình khác nhau chị ạ, nó không có một hình đâu. Váy em mặc là 230.000 nhá, em đang lẻ mẫu chị ạ, lẻ mẫu lẻ size, có đề H28 các chị nhá. H28 cộng số điện thoại cho em ạ, 199.000, 200.000 cái. Cái màu đẹp lắm này. Đây các chị này. Hàng đẹp kinh khủng luôn ấy, 60 cân thoải mái trên chị Huyền Thúy ạ. Tại vì con này là con to mà. Các chị ơi, các chị nhớ mẫu này trước là hàng 350 nhé em bán không? Đấy chạ, cũng là hàng len cay cay các chị nhìn hàng này. Đấy chạ, cũng là hàng len cay cay cho em ạ. Mẫu này các chị con này là H29 nhé các chị nhá. H29 ạ, cách số điện thoại cho em màu hồng này. Thế nên con này của mình chắc là cái mẫu này như là nó có mấy màu ấy mà. Nâu hồng vàng. H29. Ok chị ạ, H29 ạ. 350 giá cũ các chị nhá, 350.000. Kỷ niệm các chị luôn một mã này đi. Ok không ạ? Các chị đồng ý không? Em xả luôn ạ. 200.000 cái. Ok chưa? 200.000 cái cho máu luôn này. H29. Đấy, các chị ơi, form các chị tầm khoảng là 40 đến tầm khoảng 55 cân đổ về. 40 cân đến 55 cân đổ về em chốt đơn. Các chị nhìn xem màu hồng của hồng tím các chị nhá.
Màu hồng của nó sẽ là hồng tím ạ. Màu nâu này, màu vàng. Và tông màu gì nữa nhỉ? Nâu vàng hồng 3 màu à? Nâu vàng hồng 3 màu. Các chị lên đơn hàng mã này là H29 à? H29 ạ. H29 kèm số điện thoại cho em ạ. Sale 200. Hàng này của hàng 350 các chị nhá. Qua mời cũng chốt các chị tầm khoảng 55, 56, 57 cân đổ về các chị lên đơn. Cái trạng giá này của nó là giá ngắn ngắn một tí. H29 cho em ạ. Hồng tím này, màu nâu rồi các chị này. Màu nâu này và tông màu vàng. 3 màu cho em ạ. H29 ạ. 350 rồi xả luôn các chị 200.000. Em xả luôn 200. Bộ nhung em còn chị ơi. Bộ nhung còn nhá. Đây chị ơi, màu nâu cho em này. H29 ạ. Đẹp quá các chị ơi, chất len cho em này. Nó dày dặn, nó đanh chất như thế này mà các chị ơi. Được chưa ạ? H28, hai cái nâu hồng vỏ đỗ ok. Mỗi lẻ H29 nhá. H29 màu hồng này. Hồng nó kiểu màu hồng tím. Hồng tím này, màu nâu này và tông màu màu vàng. Được chưa ạ? Màu vàng nữa cho em ạ. H29. Cộng số điện thoại ạ. Đơn tối qua chưa thấy chốt, đơn tối qua nhà em chưa chốt đơn được hết đâu chị ạ. Vẫn đang gọi chốt chị nhá. Vẫn đang gọi chốt đơn của tối hôm qua. Này em ơi, chị bảo này, lấy hộ chị những cái len này này. Đây này, nó ở ngoài kia còn mấy cái để tổng hợp cho các chị luôn. Đấy. Rồi dùng một mẫu cái hình ngày mai tí nữa các chị chọn luôn cái màu thôi, còn cái kiểu không chọn nữa. Tính tiền đây, tí bảo nhân viên nhá. Tí bảo nhân viên của chị phát. Rồi H29 ạ. H29 cho em ạ, 200.000. H29 cho em. Đỏ này. Đỏ còn mấy cái các chị nhá. Màu đỏ đô này em còn sót 2-3 chiếc. Ừ, cái này đỏ đô này. Đỏ đô em còn 2-3 cái này. Trời ơi, toàn len đẹp cho các chị mặc Tết này. Đẹp quá các chị ơi, màu đỏ đô cho em nhá. Đỏ đô này, H29 cộng số điện thoại ạ. H29 mà cộng số điện thoại cho em ạ. 200.000 một cái. Được chưa ạ? 200.000 một cái cho các chị xuống đời. Đẹp long lanh luôn, màu vàng của nó sẽ là vàng đậm các chị nhá. Vàng đậm cho em ạ. H29 màu vàng này. H29 cho em màu vàng và kèm số điện thoại ạ. Đây ạ, H29 màu vàng. Mã H29 là 200 chị ơi, em xả 200.000. Em giả 200.000 con này này chị này, hàng đẹp chị ạ, à, hàng mắc cay cay cho em mà hàng chất lượng như này. Đấy, hàng hãng đó chị ơi. Hàng hãng đẹp như này luôn ạ, à, H29 ạ. À. Nâu đỏ vàng hồng ạ, à, 3-4 màu cho em ạ. À. Nâu đỏ vàng hồng và hồng tím đấy chị nhá. Hồng và hồng tím cho em ạ. À. H29 ạ, à, cộng số điện thoại cho em mình chốt đơn ạ. À. Đấy, 4 màu như này cho em các chị nhá. 200.000 cái. Để chị ạ, 200.000 đồng một cái mã hàng H29 ạ. À. H29 kèm số điện thoại cho em mà. Chị ơi. Dạ. Chị ơi. Em đây. Ok chị Thuận Ánh nhá. À khoác đằng sau em lên rồi chị Mi Phương Thị Né. Chị ơi, em lên rồi, khoác đằng sau đó là mã chất lượng chị ạ. Mã đằng sau là mã chất lượng em lên rồi. Đơn hàng hôm qua nhà em chưa chốt xong. Mã này lên trên là H30 ạ. H30 này em còn trắng đen này. Được chưa ạ? Màu trắng màu đen này. Đấy, xanh còn một cái nào ấy. Xanh còn một cái màu xanh cổ vịt này. H30. H30 cộng số điện thoại ạ. H30 kèm số điện thoại cho em mẫu này ạ. Con này phong to đấy chị yêu nhá. Con này của nó là phong to luôn ạ. H30 ạ. Len lông chạm mềm mướt. Đây, H30 cho em ạ. Từ khoảng là 5 mấy cân nhỉ. Hôm nay trước các chị tổng khoảng 55 cân nhỉ. 55 đến 65 cân. Ok chị ạ, từ 55 cân đến 65 cân em chốt đơn ạ. Lên cay cay chất đẹp lắm, em cảm ơn chị. Con này em tặng các chị kèm đơn hàng luôn nhá. 130.000 một cái. Còn một cái màu xanh đấy chị này.
Để cho em còn một cái màu xanh cho các chị luôn ạ, 130 ạ. 130 áo hay dây mặc 95.000 chị ơi. À, màu đen còn 2 chiếc ạ. Màu đen còn 2-3 chiếc. Món này H30 cho em ạ. H30 kèm số điện thoại cho em tặng mỗi các chị 130, các chị nhá, 130.000 ạ. 130.000 đồng một áo. Các chị này H30 và cộng số điện thoại cho em ạ. Đấy, H30 và cộng số điện thoại cho em 130.000. Cho các chị lấy lên đôi mà mẫu này ạ. Chị Nguyễn, ai vừa gọi chị Nguyễn Hà chưa? Chị Giang và chị vừa chuyển khoản 500. Ai chốt đơn chị Nguyễn Hà đấy? 500. Nhận rồi. Rồi H30 nhá các chị nhá. 130.000 kèm đơn hàng ạ. Để chạm 130.000 đồng kèm đơn hàng này đi. Đây ở bên trên này có một cọc đấy. Đỏ. Đây H31 ạ. Len nhung tiếp các chị, một con len nhung tiếp theo ạ, H31 ạ. Đây bác nào mà lấy xỉ tranh thủ luôn, cái giá này nhà em là giá sản, giá tốt nhất cho các chị khách xỉ, các chị lấy về bán lẻ được. Đấy, khách xỉ khách lẻ là giá gọi là hợp lý nhất luôn. Đấy, xỉ lẻ bằng nhau rồi các chị nhá. Xỉ lẻ là giá bằng nhau rồi, em hạ giá kịch sàn các chị ơi, mã này H31 này. H31 cho em màu hồng các chị ơi, len nhung nhá các chị nhá. H31 cho em màu hồng ạ, 140.000 một áo. 140 và kèm số điện thoại ạ. H31 cho em 140.000. Chị là Nguyễn, chị Anh ơi, cái áo parka đằng sau ấy thì 65 cân không vừa chị ạ. Em chốt đơn các chị tầm khoảng là 60 dưới 60 cân thôi. Mã này là H31 này. H31 cho em con áo len nhung, em đang có màu hồng này, màu đỏ đô này, với lại màu xanh than, ba màu nhá. Hồng, đỏ đô, xanh than ạ. 140.000. Từ trạm 140.000 đồng ạ, H31. Mã H31 cho em mẫu này ạ. Đấy, H31 cho em mẫu này, các chị lên đơn hàng cho em cộng số điện thoại ạ. Đấy, H31 và cộng số điện thoại cho em 130 các chị này. 130.000 đồng một áo ạ, các chị lên đơn hàng kèm số điện thoại ạ. Đây là áo gió 54 đi, cô hôm nay lên đến đây thôi, ngày mai lên tiếp nhá. Còn bây giờ lên nhiều mẫu quá các chị là hơi bị rối mắt. Đấy. Gió 54 hôm nay các chị giá bao nhiêu đây? Đây gió 54 này. Hát này H31 à? Mà chất lượng là 400.000 chị ạ. Mà chất lượng đằng sau là 400.000. 400.000 một áo của cái hàng pha parka ngắn ấy. 140 H31 nha. Đỏ đô còn 2 cái, màu hồng em còn 4 cái, màu xanh than còn 2 cái là hết. H31 kèm số điện thoại ạ. Tiếp theo áo gió lót lông các chị này. Gió lót lông mẫu này các chị coi là gió 54 nhá. Gió 54 ạ, kèm số điện thoại ạ. Gió 54 và kèm số điện thoại cho em ạ. Em có size các chị 40 cân đến 66 cân, 67 cân đổ về lên đơn. 40 cân đến 65, 66 cân đổ về em chốt đơn hàng các chị này. Gió 54 và cộng số điện thoại ạ. Em tặng các chị nốt là giá 230.000 một áo, gió 54. Mình sẽ áo gió 54 hàng lót lông các chị yêu nhá. Chị Nê Khương Thị Nê ơi, 400.000 chị áo mã chất lượng chị ạ. À, 400.000 nhá. Mã này là 230.000 các chị này. 230 ạ, gió 54. Alo ạ? Gió 54 ạ. Màu vàng. Đó, gió 54 màu vàng này, gió 54 màu xanh này. Gió 54 màu hồng và gió 54 màu cam. Không có về đỏ gì ấy. Màu cam này. Chất lượng như hôm nào về size to, em chưa biết lúc nào về size to đâu chị ạ. Em chưa biết lúc nào về size to, thì bây giờ mới về cho em có size L, XL 2 size thôi. Có cái mã đằng sau ấy. Còn mã này các chị comment trên là gió 54 nhá chị yêu nhá. Gió 54 và kèm số điện thoại ạ. ML, XL 3 size. Bảo con chết. Đây đỏ em còn size to thôi. Chị ơi comment em là mã gió 54 ạ. Gió 54 cộng số điện thoại cho em ạ. 230.000 một áo. Chị nào chưa chốt được mã này hôm nay nhanh tay, thì hàng này nhà em là cắt mẫu rồi, không có hàng về nữa. Để chị còn bao nhiêu em bán nốt rẻ, các chị nốt là 230.000 một áo ạ. 230.000 đồng ạ. Lót lông phì bên trong, mũ tháo rời các chị nhá. Mũ các chị ông thích các chị tháo rời ra được cho em ạ. Gió 54 và kèm số điện thoại ạ.
lót lông bên trong, cái chợ hàng lót lông bên trong ạ. Gió 54 ạ, vừa nhẹ vừa ấm luôn các chị ơi. Áo này em bán được rất là nhiều rồi. Đợt hàng này đợt này em không có hàng về. Để chợ đợt này em sẽ không có hàng về nữa. Các chị chọn màu ạ, chọn size vừa nhá. Chọn màu chọn size vừa giúp em với ạ. Gió 54 và kèm số điện thoại ạ. Đây màu vàng đây. 6 7 cân vừa chị ơi, tùy chiều cao của chị nữa. Tùy chiều cao ạ, gió 54 cho em ạ, màu vàng ạ. Gió 54 mặc phê lắm, nó nhẹ mà nó ấm chị nhờ. Nhẹ nhà, nhẹ tinh tay luôn, xong bên trong còn lót lông nữa. Gió 54 màu vàng ạ, cộng số điện thoại ạ. Alo. Ồ, hết tuổi thôi anh ơi. À vâng vâng ok. Vâng vâng vâng. Hai trăm ba chị ơi, áo gió 54 là 230, hôm nay em tặng các chị nốt là 230.000. 230.000 đồng ạ, gió 54 và kèm tốn gọi đây màu cam này cái gì nè, màu cam cho em. Gió 54 em không có màu xanh than đâu. Gió 54 em có màu xanh như của màu xanh két ý. Có một màu xanh thế thôi, nó không phải là màu xanh than nhá. Đây màu xanh của nó đây này. Đây không phải màu xanh than đâu chị ạ. Màu xanh này kiểu màu xanh lá đậm ý. Màu xanh két ý ạ. Đấy, gió 54 và cộng số điện thoại cho em ạ. 230.000 một áo. 230.000 một áo. Đấy các chị ơi, màu cam cho em này. Bác nào đã mua áo này rồi, các chị cứ gọi là feedback cho em thoải mái. Chất nó đẹp mà nó ấm, nhẹ nhàng ạ. 83 cân công vừa, áo khoác lông 83. Khoác lông 83, em hết rồi sao ấy. À, hôm nay gió 54 rẻ quá à. Thôi chị ơi, em còn ít mà chị, không còn nhiều đâu. Em không còn nhiều. Kia bạn áo đá nhỉ? Cái áo đá nhá các chị nhá, áo đá đi. Sao pin bên này chỗ này nhiều chưa? Em bán áo đá nhá các chị nhá. Hay là di chuyển sang bên kia chỗ áo đá đi nhỉ? Ngồi bên đấy bán mà bán lẻ áo đá xong là lấy mã cho các chị xem luôn. Em bán áo đá nhá chị nhá, đợi em một chút để em xem sang bên chỗ áo đá. Có chỗ nào cho tớ ngồi không mấy bạn ơi? Có chỗ nào ngồi em bán áo đá được không? Ngồi đâu kìa, cái đá chấm bi cái đẹp kìa. Lấy cho em phát ngồi luôn đấy, cái đá chấm bi ấy. Mày chuồn nhanh thế. Nhưng mà tám con không gửi được rồi, có nghĩa là lúc đang gửi điện thoại à, gửi tin nhắn cho chị nghĩ rằng là con người gọi đến là nó không gửi được mà. Đây đá 86 này, đây đá chấm bi các chị ơi, đá 86 cho em mẫu này ạ. Đá 86 kèm số điện thoại cho em. Mẫu này 3 size BLXL. Cho em ra ngoài kia, đứng chỗ này nhân viên nói to cũng không bán được. Là 86, 169 đúng không? Ok. Hàng hè có luôn chị ơi. Đây không hè em chuẩn bị sẵn cho các bác rồi. Không hè thì nhiều đây các chị này, không hè đây. Mày bảo ai đồng nát đấy. Mấy giờ rồi nhỉ?
Nguyên Đồng Nát ơi. Chứng tỏ là cũng công nhận cái biệt danh Đồng Nát đấy. Là 169.000 chị ơi. 169.000 đồng một áo. Bọn em có 3 size ML, XL các chị nhá. Các chị có mấy là đá. Đá mã này là đá gì nhỉ? Đá 86. Đá 86 ạ, G14. Về rồi nhưng mà em bán từ sáng giờ hết rồi chị ạ. Đấy, các chị ơi chấm bi nhá, các chị đâu nhá. Chấm bi cho em mẫu này ạ. Các chị lên đơn hàng trên là đá 86 và cộng số điện thoại ạ. Mình vừa nhận áo đá chấm bi chất phong đẹp ưng ý, em cảm ơn chị nhé. Các chị này chấm bi là dòng này của nó, phần thân nhé sẽ là hai lớp cho các chị ạ, thân hai lớp, phần tay một lớp ạ. Còn áo da cúc không em á, da cúc nhé em, da cúc là mã nào nhỉ? Mã này các chị có mấy là đá 86 ạ. Ôi 3 giờ rồi các chị ơi. MLXL ạ, chị Hoàng à, Hồng Vân ok, chị Hoàng Yến chốt đơn ạ. Xeo cái gì đấy? Thanh Oai Tam Thương để Thanh Oai Hà Nội. Ok, tí tài khoản bảo em nha. Có số tài khoản em rồi gì? Nha chị. Đấy, đến lượt chị lại. Chấm bi MLXL 3 size. Nào, bây giờ ai bốc của tớ ít áo đá đây. Phác lông 83m rồi. Áo da không lót lông á? Chị Thân Thị Hường hỏi áo da không lót lông còn có ở trên kệ kìa ơi, trên kệ ấy kìa, cái áo da mà da hãng đẹp ấy. Nhưng mà thôi, áo da để từ từ đã. Áo đá nhá. Con này 169. Bi có màu da, áo da đá báo có không chị? Em có. Ở góc tường cái gì à? Mà lấy ở đấy làm gì đấy Huyền? Mặc mã đấy thôi. Mẫu này lên rồi, sẽ có để ở đấy thôi, tiền vẫn bằng như thế. Chị ở trong góc tường cái gì à? Đá 86 á, MLXL 3 size ạ. Em chốt các chị từ khoảng là 40 cân đến 65 cân nhé chị nhá. 40 cân đến 65 cân lên đơn hàng ạ. Đấy mà là đá. Mã này không phải đá. Ôi giời ơi. Phải đá không? Ô đá à? Này, em nói thật luôn đấy, bạn nào bạn xếp hàng vi diệu lắm man luôn ấy. Cái này là hàng khác này. Tức là bạn ấy buộc cùng với là hàng FP3 vào này. Chắc là hiểu đấy cũng là cho nhau. Đấy là vi diệu quá. Chị Yên Hà ơi cho em số điện thoại đi. Chấm bi chị Ly Đoàn comment em là đá 86 nhá. Đá 86 cho em 169.000 một áo ạ. 169.000 đồng ạ. Các chị lên đơn hàng kèm số điện thoại cho em mẫu này ạ. Nhung ngắn tay em còn, hàng vẫn đang về thêm chị Thu Hoài ơi. Hàng em vẫn đang về thêm nhung cái nhung cộc tay của HG ấy, là em ôm được giá rẻ ấy. Chứ còn bình thường là giá nó cao lắm thì em không dám bán ấy. Em sợ bán này cao quá bằng thị trường thì các chị lại không mua. Đấy, thế là em phải đợi lúc mà nó sale thì em mới lấy, em mới nhập. Mà chất lượng vẫn thế mà mình được mua rẻ hơn một nửa tiền, tội gì đúng không ạ? Cái kéo đâu nhỉ, giúp mãi chả được. Là mã ngoài này cơ mà. Nhầm lẫn một cách kinh khủng. Hình như là mã này chả còn size bé ra. XL.
XL. Mã này còn 2 size các chị ơi. Mẫu này em đang còn 2 size nhá. Lên cho em mẫu này là đá 615 ạ. Được chưa? Đá 615 kèm số điện thoại cho em ạ. LXL 2 size. Quý Nguyễn 200. Nguyễn ơi, bên trường cái này. Quên thối. Chấm bi là mã đá 86, đá cọc tay nhá. Ờ, nó chỉ có phông cọc tay thôi. À quên, áo nhung cọc tay. Em đây. Đây, ôi Huyền ơi. Ok. Huyền bất thảo mai đi Huyền ơi. Hay trở lại trạng thái bình thường đi cho bạn đây nữa. Thế mà để mà độ thảo mai thì cái người là nhất. Đây ạ, mẫu này là size L cho các chị tầm khoảng là 53 cân nhá. 53 cân đến 65 cân. Mã này các chị comment là đá 615 ạ. Đá 615 kèm số điện thoại. Áo này em bán tặng các chị ở giá 165.000, 165.000 đồng một áo ạ. Các chị lên đơn hàng và kèm số điện thoại cho em ạ. 165.000. Đá 615 chị ơi. Đá 615, ok chị Lê Dung có rồi ạ. Chị Liễu Thư có đơn hàng ạ. Đá 615 kèm số điện thoại các chị này. Đấy, mỗi này em có 2 size là LXL. Còn các chị từ khoảng 52-53 cân đến 65 cân đổ về. Nhưng các chị từ trên 50 cân các chị cũng mặc được rồi. Đấy, trên 50 cân các chị cũng mặc được rồi cho em mỗi này ạ. Lúc nào có phần mình nhé Loan mẫu nào thì chị nhờ. Em hay quên lắm, em không nhớ được ý. 195-1935 Dung Huỳnh 200 chân Quy Nguyễn. Rồi đá 615 ạ, LXL 2 size. LXL 2 size ạ. Em chốt các chị từ khoảng là 40 à quên 52 cân đến 65 cân. 52 cân đến 65 cân em chốt đơn hàng ạ, đá 615 và kèm số điện thoại ạ. Chị Phan Thị Trang ạ, chị Lê Dung này. Chị gì nhỉ? Chị Bùi Yến có ạ, chị Hà Tạ chốt đơn ạ. Tổng chị lấy những cái gì là lúc mà lọc đơn ra là nó đều có cái comment, kể cả các chị khen em hay các chị chê em hay các chị chửi em nó đều có cái comment ở trên cái phần lọc, cái phần mềm hết rồi các chị ạ. Đấy rồi em ơi em xinh quá rồi, em ơi em xấu quá rồi, hàng em đẹp quá cũng có hết chị ơi. Nên là các chị ơi, chốt mã nào là mình có hết, nó hiển thị hết lên rồi chị ạ. Đấy. Em ơi lên áo da không lót lông đi à? Lót không lông rồi để chỗ nào đấy? Chấm bi nó là mã đá 86 hay sao ấy? Đá 89 hay 86 nhỉ? Chấm bi vừa xong ấy. Em có bán đồ nam không? Em không chị, em bán chủng đồ nữ thôi chị ạ. Chị Lan Phan có ạ, chị Mai Hoa chốt đơn hàng ạ. Đá 615 mà kèm số điện thoại các chị này. 615 mà kèm số điện thoại cho em ạ. Chân váy em mặc em còn mấy kiểu ấy chị ạ. Hay là cứ lấy theo cái kiểu chân váy xòe, nhưng mà nó có các hình đai khác nhau nhá chị nhá. Đấy chị ạ, nó có các hình chữ khác nhau ở cái phần đai này chị này. Còn kiểu thì nó giống hệt em mặc luôn. Đấy đằng trong nó có quần. Ôi này các chị ơi, đằng trong có quần cho em các chị thoải mái. Đấy, đứng lên ngồi xuống thoải mái cho em. Đằng trong có quần. Em lấy là trước em lấy là mấy kiểu ấy, nhưng bây giờ nó lẻ mẫu rồi chị ạ. Các chị có mấy là chân váy xòe đi. Đấy, chân váy xòe cho em mà kèm số điện thoại ạ. Nó có 3 kiểu khác nhau các chị ạ, 3 kiểu khác nhau. Các chị chọn cho em được cái size vừa nhá. Chân váy này nó mix được rất là nhiều đồ luôn. Đấy, chân váy này mix được rất là nhiều đồ luôn các chị ơi. 230.000 một chân váy dạ. Chân váy này 230. Lên áo khoác em lên rồi chị. Em lên rồi. Áo em mặc là đá 615 nhá các chị nhá. 165.000 một áo. Đá 615 là 165.000. Là các chị lên đơn mã này cho em và kèm số điện thoại ạ. Chị Hoa Đào của đá 615 này, nói chung là mẫu lẻ đầy. Còn không? Còn, còn. À còn bằng đấy thôi. Còn bằng này á. Mã này đá 605 em còn L này. M này. Còn là 4 cái size M và 2 cái size L. Mã này đá 605 cho em này. Thì chạm đá 605 và kèm số điện thoại ạ. Đá 605 và kèm số điện thoại cho em ạ.
Ok chị ạ, đá 605 cho em mẫu này ạ, 165.000 một áo. 165.000 đồng một áo ạ. Bên nơi này. Mã này đá 605 ạ. Thôi nốt mẫu này em nghỉ nhá, tối em lên tiếp không ạ? Lên nhiều mã quá, lên nhiều mã quá là nhiều khi là các chị không nhớ được hết ý. Thôi nên nghe chị số này xem ai gọi em. Đây đá 605 165.000 nữa chị ơi. 165.000 ạ, à, em có size M với size L. Các chị từ khoảng là 42 cân đến 60 cân nhá. 42 cân đến 60, 62 cân đổ với em chốt đơn ạ. Đá 605 và cộng số điện thoại ạ. 165.000 một áo các chị này. Cái này em còn đúng 6 cái đấy. Đấy, 165.000 chị Hoa Đào ạ. 165.000 đồng chị ơi. 165.000 đồng các chị lên mặt này cho em. Chị Lê Dung có này xinh này. Đá sáng lắm. Cái gì đấy? Mã này đá 605. Alo ạ. Cái gì Huyền? Đấy, đợt này Viettel không có tin nhắn vậy. Ôi em ơi sập cửa xuống đi, sập cửa xuống đi. Bụi mù lên kìa. Chết thôi, bụi thế này. Em nghỉ nhá các chị nhá. Mã này là đá 605. 165.000. Chị Thanh Thảo comment lại hộ em cái mã hàng chị nhá. Chị Ngô Trúc ok em chốt đơn ạ. À, Hoa nào cho em xin số điện thoại của chị với. Tối em lên tiếp các chị ơi, tối em lên tiếp nhá. Có M mà chị em, mã em còn hai size là size M với size L. Toàn size dễ mặc. Chất co giãn, cái phần thân của nó cốt tông các chị này. Phần thân là cốt tông, còn cái phần tay của nó là tay lưới. Phần tay của nó là tay lưới, lưới cho em như này. Ok chị ạ, 165.000 đồng một áo ạ. Mã hàng lên cho em là đá 605. Chị Lan Mai coi mẹ đá 605 chị ơi. Toàn bộ của nó hàng Quảng Châu ạ. Đấy, toàn bộ hàng Quảng Châu các chị nhìn hàng cho em ạ. Đá 605 và kèm số điện thoại ạ. Chị Lê ơi, tối chị lên không có cổ nhá. Bây giờ muộn quá rồi em ơi, để cho nhân viên chút đơn nữa. Tối chị lên tiếp nhá. Hẹn các chị yêu của em tối hôm nay 8:30. 8:30 nhá. Được không ạ? Rồi bye bye các chị yêu ạ. Em nghỉ đây, em xuống live đây các chị ơi.